Vui mừng chào đón quý thính giả đã quay trở lại để nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tiểu thuyết Sợ sống của nhà văn Lê Văn Trương, xuất bản năm 1941. Trân trọng gửi đến quý thính giả. Phần 1. Tôi đang đánh tổ tôm ở nhà cụ Bá Dần một người bạn già mới quen nhưng tâm đầu rất ý hợp thì người nhà đến nói cho tôi biết có người vào thăm tôi tôi hỏi tên thì y nói là khách lạ chủ ý tôi vào ở nơi thôn quê là muốn tránh những sự phiền rộn của thị thành nên tôi gắt ngay thế sao anh không bảo tôi đi vắng tôi đã dặn anh nhiều lần cơ mà trừ những bạn bè thân mà anh đã biết tên thôi về bảo anh không tìm thấy tôi nhưng ông ấy khẩn khoản nhờ con tìm ông về vì ông ấy bảo ông ấy có việc cần lắm. Ông ấy lại bảo nếu không thấy ông thì ông ấy ngồi chờ cho tới khi ông về. Còn làm thế nào được với một ông khách kiên tâm như thế? Tôi nhờ một người cầm bài hộ rồi tôi về. Đến cổng, tôi đã thấy một ông xa tây dày ban đứng ngóng tôi ở sân. Thấy tôi về, ông khách mừng lộ ra mặt. Ông chạy vội đến bắt tay rồi tự giới thiệu. Ích, chi phủ hát. Giới thiệu xong ông nói ngay. Tôi chỉ lo không gặp ngài Vì phép của tôi đến ngày kia là hết Mà tôi thì có một việc cần muốn nói với ngài ngay Tôi chưa kịp giả nhời Thì ông lại nói tiếp Tôi đi tìm ngài trong hai hôm Thật là vất vả Rồi nhìn ra dậu dưới hưu quạnh trước sân Sao ngài lại vào ở tận trong này Tôi chưa kịp giả nhời Thì ông đã trả lời hộ tôi À Ngài vào đây để cho tĩnh mà viết Tất cả ngôn ngữ của ông là cố ý để làm cho bằng lòng tôi. Mà những cử chỉ của ông thì tỏ ra một người đang bối rối. Tôi gọi người nhà pha nước rồi tôi nói. Tôi chưa được cái vinh hạnh biết quan lớn. Vậy không biết quan lớn có việc gì cần đến tôi mà phải nhọc công quan lớn tìm tòi và lần mò đến đây. Ông ngồi xuống với một vẻ mặt giàu giàu. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi ngừng đầu lên với một đôi mắt đỏ ngầu và ngập ngừng. Tôi chưa được cái vinh dự biết ngài nhưng trong hai hôm đi tìm ngài tôi có được đọc mấy quyển sách của ngài tôi đến đây bởi vì chú nó trước khi chết có để chúc thư lại ký thác cho tôi sự đến tìm ngài và nhờ ngài một việc người đã chết có một việc nhờ tôi nhìn vẻ mặt đau thương và nghe những lời nói nghiêm trọng của ông ích tôi cảm thấy rằng tôi đang đứng trước một bi kịch của loài người tôi quên phăng cái chỗ bị người ta làm phiền rộn có việc gì xin quan lớn cứ nói nếu sức tôi có thể giúp được tôi xin hết sức giúp. Thứ nhất là một người đã chết nhỏ tôi. Ông X mở gói đưa cho tôi một quyển sách dày và một phong thư. Đây là quyển nhật ký của chú nó. Còn đây là bức thư của chú nó viết cho ngài. Xin ngài hãy đọc bức thư này. Rồi sau chúng tôi xin nói chuyện. Đến đây, tôi tưởng tôi cần phải mở ra một cái ngoặc. Bạn đọc thân yêu, các bạn đã theo tôi đến đây, tức là các bạn đã không có cái mục đích thấp kém đọc sách chỉ để cần vui và để tiêu khiển. Các bạn muốn tìm thấy ở đây một chút ít tài liệu để giúp thêm cho sự nghĩ ngợi của các bạn. Tôi xin thành thật cảm ơn. Và tôi tưởng tôi có thể nói trắng ra với các bạn thế này mà các bạn không nghi ngờ tấm lòng thành thật của tôi. Tôi buộc lòng phải đăng nguyên văn bức thư của người chết lên đây là tôi khổ tâm lắm. Những người không hiểu biết và ghen ghét có thể ngờ tôi quảng cáo cho cái tên mình, bởi vì cả trong quyển nhật ký, cả trong bức thư có nhiều đoạn người chết nói về tôi tôi đã gạch bỏ đi nhiều chỗ nhưng còn nhiều chỗ không thể gạch được bởi vì nếu gạch đi thì không có mạch lạc để hiểu cuốn chuyện vì thế tôi buộc lòng phải đề tôi đề mà rất sợ bị hiểu lầm nhưng tôi nghĩ lại xưa kia cổ nhân chỉ cần một người tri kỷ hiểu cho người tri kỷ đã hiểu mình rồi thì miệng đời chê khen đều để ngoài tai vì thế nên tôi can đảm cứ chép những chỗ cần chép ra đây không để ý đến chỗ có thể hiểu lầm của thế nhân. Ông LVT, người và người. Đây là lời của người sắp chết. Biết rằng ngày mai đây thế nào mình cũng chết. Cây lẽ làm sao tôi chết. Ông cứ đọc quyển nhật ký của tôi kèm theo đây thì ông sẽ biết. Nếu có phải cái chết của tôi có thể đem đến sự giác ngộ cho những thanh niên hèn yếu đang lo đời, sợ sống và cuộc đời ti tiện, như đời một con gà mái của tôi có thể giúp ánh sáng cho họ để tổ chức một cuộc đời đẹp đẽ hơn. Thì xin ông dùng ngọn bút của ông chép lại mẫu đời của tôi thành chuyện rồi đem công bố ra. Âu oh, cũng là ông làm một việc có ích cho giống nòi về sau. Tôi thành thực thú với ông. Xưa này tôi ít đọc sách quốc ngữ lắm. Do một thành kiến sai lầm và một tư tưởng khốc hại. Tôi cũng như nhiều người quen học nhờ viết mướn ở quanh tôi khinh tiếng mẹ đẻ nhưng đến khi tôi được cái chết của người yêu giác ngộ và sau khi tôi tự tử không chết để thành một phế nhân tôi muốn chép lại đời mình để làm một bài học và một lời răn cho thanh niên nước nhà đừng có sống một cuộc đời yên lặng và yếu hèn như tôi tôi thấy tôi không thể viết xa được tôi thấy tôi không thể diễn được tư tưởng của tôi bằng tiếng mẹ đẻ để cho người ta hiểu tôi được tôi mới bắt đầu dùng những ngày tàn để xem sách quốc ngữ xem để bắt trước lối viết cho rõ ràng và để người ta có thể hiểu được. Tôi ngốn, tôi ngốn nhiều sách lắm, rồi tôi viết. Nhưng viết xong, tôi đọc lại thì rất lấy làm bất mãn. Giá tôi viết bằng chữ Pháp thì có lẽ rõ ràng hơn. Nhưng tôi chỉ cần cho thanh niên Việt Nam đọc tôi thôi. Tôi liền nghĩ ngay đến ông, vì tôi, tôi cho phép ông chụp ảnh và chép cả tên tuổi thật của tôi lên để cho người ta tin rằng đấy là một chuyện thực. Tôi sợ dĩ phải chết và làm cho một người nữa phải chết. Vì tôi ươn hèn, sợ phấn đấu, sợ đau, sợ khổ, sợ mất yên tĩnh. Nói tóm lại, nghĩa là tôi sợ sống. Tôi phải chết và làm cho một người nữa chết vì tôi. Bởi tôi đã không biết như ông. Tinh túy cuộc đời là ở chỗ phong ba. Trần đi này nở ở những chỗ ngã ba tuân vườn. Lẽ sống và phần thường của sự sống là ở sự phấn đấu. Phấn đấu với nghịch cảnh. Phấn đấu với tất cả mọi trở lực. Thứ nhất phấn đấu để đè bẹp cái bản ngã ưa hèn Và xin vĩnh biệt cùng ông Nay kính C Sau 2 giờ nói chuyện với ông X Và sau khi đã hỏi ông những điều cần phải hỏi Tôi bắt đầu đọc quyển nhật ký Đọc xong Tôi thấy lòng tôi bị vấn vít bởi một u hoài thắc mắc Tôi thấy hiện ra ở trước mặt tôi Biết bao nhiêu thanh niên đã lầm lỡ cái lầm lỡ ghê gớm Nó giết cả một cuộc đời tươi trẻ Và hữu ích như ông C này Trời ơi, những cuộc đời ấy, nếu ta biết đem dùng. Cái ý nghĩ ấy vùng mò ở trước nhãn quang tôi cả một chân rời ánh sáng. Nhưng liền đó, cũng đảo ngay ở dưới chân tôi một cái vực tối om và sâu thẳm. Nó không bao giờ buông tha ta, nếu ta vô phúc trượt xuống đấy. Nếu cái ý định của người đã chết, giao cho tôi quyền nhật ký này là để kêu lên một tiếng SOS cho thanh niên khỏi xa ngã xuống đấy. Thì vâng, tôi xin viết, tôi xin viết ngay. Tôi viết mà chẳng thèm để ý đến lời thị phi của kẻ ghen ghét, chẳng thèm quan tâm đến tiếng kêu than của kẻ yếu hèn. Bởi vì tôi đã được lây cái lòng yêu thương của người chết đối với thanh niên, những chiếc cột trống rời của ngày mai. Phải nghĩ đến cái phần tươi trẻ, đẹp mà mạnh ấy trước đã. Hãy gạt đi những rèn dĩ của bọn phế nhân. Hãy biết tàn nhẫn những điều cần phải tàn nhẫn đối với kẻ lạc đường. Lòng yêu đời và lo nhà buộc chúng ta phải như thế đấy. Phải rồi, khi viết quyển này, tôi nghĩ đến thiên chức của con nhà ngôn luận. Tôi nghĩ đến cái trách nhiệm nặng nề mà người chết đã giao cho tôi. Tôi nghĩ đến những bí ẩn của lòng người. Tôi nghĩ đến những tình cảm ngoát ngoéo của trái tim. Tôi nghĩ đến những đau thương và hạnh phúc đang chờ chúng ta ở các ngã ba trên con đường vô định. Rồi tôi nghĩ luôn đến mục đích và bổn phận làm người của chúng ta. Nhưng còn điều nghĩ này của tôi, chắc các bạn chưa biết cái chết của một con người có lòng phải ích cho chúng ta các bạn đã không bị lầy dặn trước theo tôi tới đây thì các bạn đã là người chi kỳ của tôi rồi tôi muốn rằng khi đọc quyển sợ sống các bạn nên có một ý tưởng thành kín rằng những dòng này đã được tạo nên trong cái chết nóng hồi của một người đã chết đã được viết bằng cả cái tấm lòng lo sợ thiết tha của một người đang sống và sau khi gặp sách các bạn nên tự hỏi mình một câu chúng ta sống để làm gì ấy thế thì rồi ít nhất các bạn cũng tìm thấy ở đây chút ít sức mạnh để chiến đấu một vài tư tưởng để yêu đời và luôn đó giam ba chân lý của sự sống đời tôi khổ và kết cục đến cái chết thê thảm chính vì tôi sung sướng quá có những dịp làm người tôi đã để cho trôi đi xét theo thiền kiến của những con người hèn thấp sống ở đời chỉ là để an hưởng thì tôi thật là một thanh niên may mắn nhất nước Việt Nam nhưng nếu xét theo phương diện của những con người quả cảm đã tìm được cho mình những lẽ sống cao siêu thì trao ôi. Đời tôi thật là rủi ro vô cùng. Rủi ro từ lúc lọt lòng mẹ mà rủi ro đi. Mãi đến bây giờ, lúc đã bị thần sống gạt bỏ ra ngoài dòng đời tươi đẹp. Và sau khi đã được cái chết của người yêu giác ngộ, mập mé trên bờ vực của tử thần, tôi mới hiểu hết kinh nghĩa sâu xa của một câu chuyện trong quyển một người. Sinh vào một gia đình giàu có, vị tất đã là một cái phúc mà sinh vào một gia đình nghèo khổ, vị tất đã là một cái vô phúc. Nếu ta hiểu phúc ấy chỉ là những cái gì có thể giúp mình phát huy bản ngã cho mỗi ngày mỗi sáng, trao dồi cho mỗi ngày mỗi mạnh. Cái đại bất hạnh của đời tôi là tôi bị nuôi trong bông nõn từ tấm bé, và lúc nhớn lên thì liền bị bao vây bởi nhung gấm. Thứ nhung gấm nó làm mất người như không. Vì thế, bao nhiêu khả năng giải phú tính cho khi xuống làm người đều bị tê liệt. Tôi sợ, không dám thử sức với hóa công để đưa dấu kiếp mình đến chỗ ánh sáng tưng bừng. Tôi cam tâm sống trong bóng tối của vô danh, của gia đình, của công sở, theo những khuôn khổ chặt hẹp của tập quán, theo sở thích của một người mẹ rất thương con, nhưng không biết muốn cho con một sự nghiệp hay ít nhất cũng phải có một đời sống khác người. Cái hình ảnh của một cây cảnh co quắp trong chiếc chậu xanh, giữa một giản hoa thiếu gió bốn phương là cả hình ảnh của đời tôi. Tôi Tôi là chiếc cỏ héo dần cạnh cái gốc khổng lồ của cây cổ thụ thành kiến. Thối dần dưới sức đài ghê gớm của bóng dập di truyền. Sau khi biết mình thế nào cũng phải rửa hận lòng bằng cái chết. Một chân lý vùng đến với tôi. Muốn vẻ vang, đừng làm cây cành. Muốn được sống, đừng là cái cỏ. Đời mà đã đến thế thì thôi hết rồi. Vì đau xót và nhục nhã là kết quả không thể nào tránh được của ươn hèn. Thôi thế về đi, tôi đi đây. Chim nào có cánh không thèm bay, cây nào có gió không thèm lay, lòng nào có máu không thèm say. Những lời thơ hùng tráng của thi sĩ Trần Huyền Trân. Hỡi ơi, khi tôi đã tự tử không chết để thành phế nhân rồi, tôi mới biết đến, biết đến để làm gì khi đã chết đến 9 phần 10 rồi. Có cánh tôi không biết thèm bay, có gió tôi không biết thèm lay, có máu tôi không biết thèm say là thằng người không dám sống cái kiếp sống của thằng người tôi tôi còn tìm làm sao thấy cái vinh quang của thằng người phần thường của sự sống hợi thanh niên hãy thương tôi mà nghe chuyện tôi nhưng hãy thương mình và hiểu chuyện tôi để luyện lấy một đạo bùa mà chế ngự cái yếu hèn nó vốn sẵn đầy chứa ở trong chúng ta nếu chúng ta mà không có nghị lực thì hãy nên vui vẻ mà chết đi để cho khỏi hại cơm rời và nước giếng bởi kéo dài một cuộc sống như thế Tức là kéo dài cái đời sống bì ổi Của một con lợn Bởi sống như thế tức là chết Chết trước khi sống Chết trong cái quảnh hiu của những ngày phẳng lặng Không một chút nỗ lực để tự hào Không một chút ánh sáng để tự giác Không một hành vi để trước Bạn sự sống của mình trên mặt đất Và đáng ca tụng thay Đứng toàn trí toàn năng Đã vô dụng cho nhân loại như thế Thì còn nguồn vui tưng bừng nào đến với lòng Các bạn thanh niên Hãy thương tôi mà đọc chuyện tôi. Hãy thương những người đàn bà. Họ sẽ là nhân tình, là vợ các bạn mà cúi xuống đời tôi. Nhưng các bạn ơi, hãy thương lấy các bạn. Thương lấy chính thân mình mà nghe tôi. Nghe cái chết thê thảm của một cuộc đời vô vị. Nó đang quỳ trước chân các bạn mà kêu than những nỗi đoạn trường của nó. Các bạn ơi, nếu quả các bạn thương tôi, thì hãy làm thế nào cho cái chết của tôi có ích cho đời các bạn. Thế thì tuy tôi chết, nhưng là tôi vẫn sống đấy. Sống trong cái ngọt bùi những hoa quả mà các bạn sẽ đem dâng cho ngày mai của đất nước này. Những lời cần phải nói tôi đã nói rồi. Ông LVT, ông hãy tàn nhẫn mà kể cho người bốn phương nghe chuyện tôi đi. Tôi là con nhà quan và là con nhà giàu. Thầy tôi làm án sát đã hồi hưu, mà mẹ tôi thì là con gái một ông tổng đốc. Anh ruột tôi làm chi phủ, hai chị tôi cũng lấy chồng quan, khi tôi bắt đầu biết nhìn, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đạo mạo, cúi xuống đẩy tôi với đôi mắt tử bi của Đức Phật. Là con út, tôi luôn là đứa con cưng của gia đình, viên ngọc quý của mọi người. Tôi nhớ có một lần, hồi ấy tôi lên 10, trong khi chị huyện tôi ở nhà chồng về, đang hú hí với mẹ tôi thì tôi bị kẹp cửa. Chính ra có đau bao nhiêu đâu, một cái cau mày là đủ rồi. Và nếu có gả mái cho lắm thì cũng đến suýt xoa một tí thôi. Nhưng không, tôi hét oang nhà. Tôi hét không phải vì tôi đau. Tôi hét bởi vì cái không khí nâng niu của gia đình đã hôn cho tôi một cái tính nhõng nhẽo. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Tôi kêu lên như thế bởi vì biết thấy tôi đau người ta phải buốt ve dỗ dành tôi bởi vì tôi muốn cho người ta lại van tôi. Bởi vì thói quen đã biến tôi thành một thằng bé nũng nịu chỉ có thể vui trong khi làm được cho người khác phải để ý đến mình. Chỉ có thể sướng trong khi làm cho người khác phải đau vì mình. Bởi đã nuôi bằng những cái hôn, tôi không thể sống xa những cái hôn. Bởi vì đã nuôi trong bông nón, tôi không thể sống ngoài bông nón. Chị tôi nghe tiếng tôi hét, nhảy bổ tự trên sập xuống đất, ôm chầm lấy tôi. Trong khi mẹ tôi nắm lấy tay tôi, vừa xoa suýt, vừa thổi phù phù. Thấy các ngài thế tôi sướng quá, Tôi giả vờ khóc để được sướng thêm Y như rằng Mẹ tôi thấy tôi khóc cũng dừng sức Mà chị tôi thì chị tội cái cửa Bằng những cái đập thình thình Không hiểu sao Thấy cái cử chỉ lố bịch của chị tôi Tôi bỗng phì cười Tôi rút tay tôi khỏi bàn tay mẹ tôi Thôi khỏi rồi Chính ra thì người ta phải đánh tôi Để trị cái tội giả vờ Nhưng không Chẳng ai đánh tôi cả Mà người ta còn sung sướng vì cái cười của tôi Chó, làm chị hết vía, ông mạnh con làm cho mẹ hết cả hồn. rồi người ta ôm lấy ông mạnh con, hôn khắp cơ thể. rồi người ta lấy một quả cam để thưởng cho ông mạnh con, vì ông mạnh con đã làm cho người ta được lo sợ vì mình. được hồi hộp ít phút trong một cuộc đời im lìm, chẳng có gì để hồi hộp cả. và muốn sống, người ta phải bày vẽ ra những phiền toái để cho có việc và người ta phải bi kịch hóa tất cả mọi thứ còn con để lấy dịp mà dung vì hôn đúc trong một khuôn khổ gia đình như thế đương là thằng con sai tôi biến ra cô con gái và sau này tôi quyết định việc đời bằng sự do dự của đàn bà là cô trinh nữ cấm cung trong buồng the nhìn ra ngoài rời mưa gió tôi sợ tất cả và muốn bảo toàn tất cả để rồi chẳng bảo toàn được cái gì cả đã không biết bỏ một cái để cho có được một cái khác quý hơn đã không biết đập những cái cần phải đập đã không dám là con bướm muốn thấy mặt sời phải biết tàn nhẫn cắn nát cái kén để thoát ra tôi đâu có được sự quả cảm nó là một đức tính tối cần cho những ai muốn được sống một cuộc đời cho ra sống vì không biết rằng đời là những ngã ba tuần vườn thử ngã ba nó đưa ta đến sự thực hiện của bản ngã vì không hiểu rằng sống là sóng gió thứ sóng gió rèn cái thép của thân ta và đưa số mệnh ta đến nơi ngoài trùng mây nước năm tôi ở trường luật thì tôi đã bỏ lỡ một dịp để làm người tôi nhớ sau khi thi đỗ tôi đến thăm một người bạn rất thân vừa mở một giường dệt bạn thấy tôi niềm nào bảo ngay anh vừa thi đỗ phải không thôi đi làm tham tá làm gì âu bằng anh bỏ vốn vào trung phần với tôi ta khuếch tán cái công việc này cho thật to ra có thể lãnh hàng tháng bạc nghìn cứ gì phải làm quan mới là danh giá dành giá ở chỗ ta thấy ta có lợi cho mọi người xứ mình công nghệ kém cỏi lắm nhất nhất đều phải mua của người những người như tôi với anh mà không tìm hết cách làm cho nền kinh tế nước nhà phát đạt thì còn chờ ở ai anh cứ xin hai cụ lấy hai vạn chúng ta cùng làm lại chia đôi tôi trông coi về việc sản xuất anh trông coi về việc sổ sách buôn bán cái đời hoạt động như thế này không thú vị và ý nghĩa bằng mấy mươi đi làm việc nhà nước ư mình là chủ mình được ăn thua chịu tự do khoái hoạt biết là bao anh nên nghe tôi tôi với anh lại hợp tính nhau làm với nhau thì đến muôn năm không có chuyện xích mích bạn tôi nói hợp tính nhau ở đây không phải là giống tính nhau đâu tính tình chúng tôi rất trái ngược mà chúng tôi sở dĩ yêu nhau quý nhau cũng vì chỗ đó tôi rút rát thì bạn tôi bảo dạn tôi do dự bao nhiêu thì bạn tôi cả quyết bấy nhiêu tôi hay buồn vẩn vơ mà bạn tôi lúc nào cũng vui vẻ So về sức lực thì bạn tôi có phần yếu hơn tôi Nhưng tôi đã thiếu cái gan lòng để điều khiển cái sức mạnh ấy Bạn tôi vẫn là người bênh tôi và che chở cho tôi Và bất cứ một cuộc vui nào Bạn tôi cũng là người chủ động Mà tôi chỉ là phụ thuộc Bây giờ tôi mới hiểu rằng Sức khỏe của xác thịt không làm nên trò chống gì Nếu không có cái sức mạnh hùng liệt của tinh thần chỉ huy nó Tôi với bạn đã sống nhiều phút hồi hộp Những phút mà tôi run lên như cái rẽ khi còn nhỏ có nhiều lần chúng tôi bị những đứa nhớn hơn khỏe hơn gây sự tôi trông thấy họ nặng cân hơn tôi kéo áo bạn nhưng bạn cứ xông vào bạn tôi không trông thấy cái chỗ hơn kém mà bạn chỉ trông thấy cái chỗ danh dự làm người bị dày xéo cái chi khí làm dai bị thương tồn lòng quả cảm của bạn tôi nhiều phen đắc thắng họ chạy như vịt mà có bị thua bị bưu đầu sứt chán thì cũng đã làm cho họ khuất phục chưa cái gan ruột mình sợ cái liều lĩnh của mình để lần sau không dám bắt nạt nữa. Bạn tôi tuy bị thua, nhưng đã bắt họ về kính nề. Thua đây là thua về thể chất, chứ không thua về tinh thần. Tuy nhiều fan bạn tôi bị dừ đòn, nhưng thật là đau mà không sợ, ngã mà không thua, lùi mà không chạy, bị bắt mà không đầu hàng. Bạn tôi có một phương châm xử thế rất là giản dị, nhưng cũng rất là mãnh liệt. Mãnh liệt ở chỗ hiệu nghiệm, mãnh liệt ở chỗ có thể bảo đảm tương lai bằng cách làm cho không ai có thể khinh mình. Tao ấy à? Thằng nào đánh tao? Chơi ngay. Vỡ đầu cũng chơi ngay. Chết thôi không cần. Rồi bạn nhìn tôi bằng con mắt thương hại và bực tức. Mày cứ nhát sợ thế, cho nên chúng nó cứ bắt nạt. Mày ăn chơi đi một tí tao xem nào. Để khi thấy mặt tôi xịu xuống, bạn lại vội vàng ôm lấy vuốt ve. Sao lúc mày vật nhau với tao thì mày khỏe thế? Mà khi mày hành hạ tao thì mày cừ thế? Cái nghiệp chướng của đời tôi có lẽ chỉ là để làm khổ những người yêu mình. Tôi làm tình làm tội bạn tôi, cũng như tôi đã làm tình làm tội thầy tôi, mẹ tôi, chị tôi, anh tôi. Chết thôi không cần. Cái ươn hèn của tâm hồn tôi không cho tôi hiểu cái nghĩa cao xa và sâu thẳm của câu nói trẻ con, nhưng đầy chân lý ấy. Tôi không biết sát cái bí quyết ấy để với mình cùng sống. Bạn tôi chết thôi không cần. Nếu bạn tôi được sống một cách rất vẻ vang, mà tôi vì sợ đau, sợ đổ, sợ vỡ, sợ mất yên tĩnh, nghĩa là sợ sống thì tôi bị chết một cách thảm thương. Ở đời này mà không biết liều thì còn được cái gì? Nhưng nói thế không phải là bảo khi tôi thấy bạn tôi xông vào hàng trận mà tôi bỏ chạy hay trốn mắt đứng nhìn đâu. Không, tôi không đến nỗi khốn nạn quá như thế. Bạn tôi xông vào thì tôi cũng xông vào ngay, nhưng tôi chỉ xông vào khi nào tôi đã được cái sức mạnh tinh thần của bạn tôi nâng đỡ mà thôi. Nhưng lúc khác Không có cái gương hùng liệt của bạn tôi khuyến khích Thì ai cả khịa với tôi Tôi lùi ngay Và có ai đánh tôi Tôi liền ù té chạy Bây giờ tôi mới nhận thấy rõ rằng Ở đời này có nhiều người sinh ra chỉ là để chỉ huy Mà cũng có nhiều người sinh ra có thể là để vâng lời Có nhiều người có sáng kiến Mà cũng có nhiều người chỉ biết làm theo Điều này tôi phải thành thực mà nhận Bạn tôi ngay thẳng hơn tôi có lẽ đúng như lời Emerson khi viết về giống người hùng ở trên địa cầu. Tạo hóa đã phú cho nhiều loài vật cái khôn ngoan láu lỉnh, nhường như để đền bù cho chúng cái sức mạnh mà ngài đã không ban phát cho. Ở những loài ngang tàng hơn, đã được ban cho sức mạnh, thì ngài lại tạo lắm giống hay thẳng. Bạn tôi muốn cái gì thì nói ngay. Tôi trái hẳn, muốn xin cái gì, tôi hãy nịnh bạn tôi đã. Và khi tôi không bằng lòng, thì tôi hay phụng phịu mát mẻ để cho bạn phải hỏi dồn mãi mới nói chúng tôi thân yêu nhau lắm thật là như bóng với hình tôi xa bạn tôi tôi không chịu được mà bạn tôi xa tôi bạn tôi cũng không chịu được cái lý do ấy tôi đã hiểu rồi vốn yếu tôi cần phải bám vào một cái gì mạnh vốn mềm tôi cần phải dựa vào một cái gì cứng mà bạn tôi thì vốn cứng mạnh cần phải cho những cái yếu mềm ở bên cạnh để đem cho những sức thừa trong cái tình bằng hữu của chúng tôi tôi đóng vai người vợ tôi nhõng nhẽo tôi nũng nịu tôi hạch sách mà bạn tôi thì điều khiển che chở và hò hét những hò hét để rồi mà vâng theo tất cả những ý muốn của tôi bạn tôi sung sướng đóng vai người chồng chỉ huy tôi sung sướng đóng vai người vợ vâng chịu nhưng than ôi cái kiếp thằng đàn ông không phải là để đóng vai người vợ cạnh một người đàn ông khác cho đến muôn đời có một lúc rồi tôi phải làm chồng làm cha, làm người, mà tôi thì không đủ điều kiện, tôi thiếu cái nguồn sinh lực cần dùng cho chính thân tôi, thì tôi đâu còn có để đem cho người khác. Khi mà việc đời làm cho chúng tôi phải rẽ nhau để đi đến con đường vận mệnh của mình, bạn tôi chia tay với một bịn xin ở trong lòng, mà tôi thì với một lo sợ ở trong đầu. Xa bạn tôi, tôi như một thủy thủ mất kim chỉ nam trong một bể nước sóng cồn. Sợ sệt, tôi qua quáp lại để sống như một con sên con ốc. Tôi chất cái ươn hèn này lên cái ươn hèn khác Để cho chúng họp lại Mà đưa tôi tới cái chết không tài nào nhắm mắt Sau khi trần thiết cho tôi các lẽ lợi hại Bạn dắt tôi đi xem xưởng máy Xem chỗ thợ làm Xem kho chứa hàng Xem phòng kế toán Ở đâu tôi cũng nhìn thấy một khuôn phép Và cái nghị lực nó chỉ huy khuôn phép ấy Ở đâu tôi cũng nhìn thấy hứa hẹn của Phát Đạt Cái vui tưng bừng của hoạt động Tôi bị thôi miên ngay Tôi nắm tay bạn tôi làm với anh nhưng cái công cuộc này của anh đáng bao nhiêu vạn mà tôi bỏ vào đấy có hai vạn thì tôi chia đôi lãi với anh thế nào được bạn vỗ vai tôi ồ tôi với anh thì kể gì nhưng được cứ hãy về xin với các cụ cho làm rồi sau ta sẽ liệu cái đó là vấn đề phụ cái chính là tôi muốn anh bỏ một cái nghề buồn tẻ để mưu một công cuộc lợi ích với tôi tôi muốn anh sống cạnh tôi tôi muốn anh cũng có một cuộc đời hoạt động xây nền trên những lẽ sống đẹp đẽ như tôi đời công chức tôi không bảo là không đẹp nhưng hãy để cho những người ít khả năng hơn chúng ta và đang ở vào trong tình thế không rộng rãi đồng tiền bằng chúng ta ở nhà bạn tôi bước chân ra với một cả quyết ở trong lòng thì cái đời công chức tôi còn lạ gì nhà tôi ai cũng là công chức trèo lên xe tôi vẫn còn nhớ cái dáng điệu lanh lẹn của bạn tôi sẽ sống một cuộc đời hoạt động như bạn lúc ấy thì tôi nhất quyết nhất quyết lắm. Nhưng khi về đến tỉnh nhà, thì chỉ một cái nhìn của mẹ tôi, chỉ một cái cau mày của thầy tôi, chỉ một cái úi trà của chị tôi là cái nhất quyết ấy tan vỡ. Thì đã bảo tôi chỉ là một đứa yếu hèn, phải cần sống dựa vào người khác mà. Tôi đã không biết tin ở như tôi, ở tài năng tôi, số mệnh tôi thì tôi còn đâu nghị lực để bênh vực cái lẽ phải của mình. Chính tôi cũng không tự chủ được tôi, thì tôi còn làm sao đàn áp được ý muốn của người khác? để đi theo con đường ánh sáng mà cả hồn mình, cả lý trí của mình đã nhận là đẹp đẽ. Chỉ biết sống dựa vào người, chỉ biết tin sau khi người khác đã tin. Tôi làm gì có gan sâu so ngã ngần ấy cái tình yêu để dứt áo ra đi trên cái lõi vinh quang mà tôi biết đó là sự nghiệp. Tôi là tên lính yếu hèn, trước khi giao chiến đã sợ rồi. Tôi cũng là đứa con yêu cha mẹ lắm, đứa em mến anh chị lắm, yêu mến cái thứ yêu mến không phải đường nó làm giảm cái vẻ đẹp của thằng con trai đi. Rời ơi, sao rời không sinh con là đàn bà? Sao rời lại đem cái tâm tính một người con gái lắp vào cái xác thịt đàn ông của con? Đã sinh con với một tâm tính mềm yếu, tại sao lại còn bắt cái chi khí làm dai của con lắm phút phải nổi dậy? Để con yêu cha mẹ mà thành ra giết cha mẹ. Mến anh chị mà phải để cái sầu muộn đời đời cho anh chị. Tôi, thẳng hèn, thẳng yếu, không bao giờ tôi dám rút gươm thẳng thắn đối đầu với trở lực. Không bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào sự thực khó khăn. Tôi toàn đánh lén, toàn một màu đánh trộm. Tôi không biết để những miếng đòn ấy cho đàn bà là cái giống mềm yếu hơn tôi. Về đến nhà, tôi báo cái tin tôi thì đỗ cho thầy mẹ tôi bằng một nét mặt dầu dầu. Thầy tôi đang dở nếm một điếu thuốc lào yên tử của một bác lái đem lại bán nên không để ý. Nhưng có cái gì ở lòng con mà giấu nổi con mắt yêu thương của một người mẹ? Lúc tôi vào buồng thay áo, mẹ tôi cũng theo vào. Sao thi đỗ mà mặt con buồn thế hả hai? Tôi vùng quay lại. Nhưng trong khi mà thân thể tôi chuyển một cách mạnh mẽ như thế, tôi thấy lòng tôi mềm nhùn. Tôi sắp sửa muốn khóc. Mà thật ra thì mắt tôi đã ươn ướt, ướt rồi. Con không đi làm. Con đi buôn. Giao chiến với một tập quán dày đặc. Giao chiến với bao từng thành kiến. Nó đã ken lại như thành liền. Mà giao chiến bằng cách ấy thì cái thua đã cầm chắc rồi còn gì chọi với số mệnh để tìm số mệnh mà chọi bằng nước mắt thì hỡi ơi sự trốn chạy không xa tôi đã biết đâu rằng muốn có vinh quang muốn đoạt được số mệnh phải chiến mà thắng, phải cướp mà lấy, phải chém mà lên. Tôi đã biết đâu rằng muốn yêu phải hãy biết tàn nhẫn, muốn thương phải hãy biết tàn nhẫn, muốn thương phải hãy biết tàn nhẫn, muốn sống phải hãy biết tàn nhẫn. Tàn nhẫn để cho việc đời khỏi đưa mình đến những cái tàn nhẫn hơn tàn nhẫn. Tàn nhẫn để rồi mà có thể yêu thương cái đã không thể yêu thương được. Sự sống, sự sống hùng liệt, sự sống vạn năng sổ chúng ta. Chúng ta phải theo nó, theo mà cưỡi lên nó. Đừng chờ đến cái phút nó đã dẫm bẹp ta như tôi đây. Sống là yêu đương, nhưng sống cũng là tàn phá. Mầm thóc phải xé vỏ trấu mà ra, còn bướm phải đục cái kén để bay xé để thành cây lúa nuôi sống muôn người đục để là con bướm của trăm hoa yêu cái vỏ trấu mày không thể là cây thóc thương cái kéo mày không thể là con bướm yêu thương những cái không thể yêu thương giữ gìn những cái không đáng giữ gìn mày không còn là thằng người với tất cả cái nghĩa hùng liệt và đẹp đẽ của chữ ấy nữa mẹ tôi thấy tôi nói thế thì cười ngay ồ mẹ tưởng có việc gì mẹ đã lo quá thì con muốn làm gì mẹ cũng chiều mẹ thường bảo cái gì cũng tùy thích con cả mà mẹ chỉ biết yêu thương con mà thôi mẹ tôi cười và bằng lòng nhưng tôi đã nhận thấy cái không bằng lòng ở trong con mắt của mẹ tôi mẹ tôi đoán đúng sau bữa cơm lúc tôi ra sân mẹ tôi chỉ đàn gà sống thiến bảo tôi hôm trước đây mẹ cho người đi khắp các chợ mua bỏn mua mót tất cả những gà sống thiến để định đến khi con đỗ thì ăn khao cho con nhưng tôi còn đã muốn đi buôn thì còn cần gì phải ăn khao nữa Dành giá cái gì mà khao Ông nọ ông kia thì mới khao chứ Mẹ tôi nói bằng một giọng buồn phiền Khiến cho tôi phải thương Mặc dầu tôi biết cái lòng thương ấy là vô lý Mặc dầu tôi biết rằng những lời nói của mẹ tôi là vô lý Tôi chưa kịp phân trần thì mẹ tôi đã lại tiếp Anh huyện con Lúc này anh tôi mới làm chi huyện Đã định giảm con cụ lớn án ở dân Tây cho con Nhưng tôi mẹ sẽ bảo với anh con đừng có nghĩ đến việc ấy nữa, hỏi người ta cũng chẳng gà đâu. rồi thì mình bẽ mặt ra, rồi mẹ tôi chép miệng, mình đã đi buôn thì còn danh giá gì mà dám chơi trèo như thế? tôi cãi, tôi cãi vì lúc ấy những lời nói của anh thân, bạn tôi còn nóng hổi ở trong tôi. mẹ bảo đi buôn, làm kỹ nghệ sao lại không danh giá? danh giá là ở mình ấy chứ, thì đấy mẹ xem anh thân con ông cả lợi bây giờ mở xưởng dệt phát đạt đùng đùng không danh giá à tại làm sao cứ phải đi mẹ tôi tàn nhẫn ngắt lời phải con ông cả lợi như thế là danh giá nhưng danh giá đối với một mình anh thân và ông cả lợi tôi chứ nhà ta thì thế là không danh giá đấy con xem khi thầy con và anh huyện con về làng cả làng cờ quạt đi đón chứ ông cả lợi và anh thân về thì có chó nó đón Lý trưởng nó không hỏi thẻ và hạch sách là phúc rồi. Mẹ tôi nói xong gọi chị tôi. Bà huyện sắp có em làm chú lái đấy. Rồi mẹ tôi đánh trống làng ngay sang chuyện khác. Mẹ tôi hỏi chị tôi về công việc ở huyện. Mẹ tôi hỏi chị tôi về các cháu. Đối với người mẹ sẵn sàng thương yêu, sẵn sàng hiểu biết, sẵn sàng chiều theo nguyện vọng của con. Nếu biết chắc rằng thiếu cái nguyện vọng ấy, đời con không có hạnh phúc tôi cũng đã không biết làm cho nghe theo tôi rồi nói cho đúng thì thật ra tôi không có hoài bão và mục đích gì ở đời tôi để cho việc đời xô tôi đi chứ không bao giờ tôi biết bắt việc đời phải xô theo tôi theo xô lý tưởng của tôi cả mà tôi làm gì có lý tưởng nào tôi có biết sống để làm gì đâu những hoài bão những nguyện vọng của tôi đều là con đẻ của những hoài bão những nguyện vọng mà người ta muốn cho tôi chứ tôi Tôi có biết muốn cái gì ở đây Anh thân muốn cho tôi thành một nhà doanh nghiệp Thì ư ừ, Tôi thành một nhà doanh nghiệp Cha mẹ tôi muốn cho tôi làm quan thì vâng Tôi sẽ làm Chứ trước khi chọn cho đời mình một con đường Tôi đâu có dò hỏi khả năng Lục soát bản thể để xem con đường nào Là con đường thích hợp với tâm tính và tài năng mình Thật ra thì tôi là một con thuyền không lái Ai dán tay hơn là tôi dô theo cái đà của kẻ ấy những người thân yêu tôi bảo làm sao thì tôi bảo hao làm vậy những người thân yêu tôi bảo làm sao thì tôi bảo hao làm vậy tôi trong khi chọn một chức nghiệp tôi có chọn nó bằng một ý định đã năm lọc bảy lừa đâu vì thế tôi làm gì có một ý muốn cương quyết để bắt người ta phải vui theo sự quyết định của mình tôi làm gì có đủ nghị lực để buộc người ta phải bằng lòng những bằng lòng của tôi sống đã không có chủ định đã không biết rằng mình sống để làm gì thì tôi còn biết muốn gì nữa. Việc đời người ta muốn cho tôi, người ta bằng lòng hộ tôi, người ta quyết định dùm tôi. Đã không có một khí phách để muốn rằng mình phải làm chủ đời mình. Tôi không dám sống đến tận độ những năng lực tiềm tàng của thằng người. Tôi sợ phải va chạm vào những ý muốn khác. Tôi sợ sứt, sợ mẻ, sợ đổ, sợ vỡ. Những cái sứt mẻ đổ vỡ ở người khác mà cam tâm để cho nó đổ vỡ, sứt mẻ ở trong tôi. Tôi co quắp lại để sống Để cho bằng lòng mọi người Mà tôi quên phang đi rằng Cái bổn phận tối cao của sự sống Là trước hết phải làm thế nào cho mình có thể bằng lòng được mình Tôi thu hẹp tất cả sở thích lại Tôi vo tròn tất cả các nguyện vọng Tôi đẻ ép mọi khả năng Để làm một hòn bột Rất mềm trong bàn tay những người thân yêu Thôi thì ai muốn nạn tôi thành đồ vật gì Theo sở thích Tôi cũng xin vâng Miễn là tôi được yên thân Miễn là tôi không phải nghĩ ngợi miễn là tôi khỏi phải quyết định, miễn là đừng ai kiếm chuyện với tôi. Là chim, tôi không dám bay cao, là cây, tôi không dám lay mạnh, là lòng, tôi không dám say mềm, là người, tôi không dám sống hùng. Tôi yêu, tôi thương tất cả mọi người mà tôi không biết rằng, cái nghĩa đẹp đẽ của sự sống là trước hết phải biết yêu thương một cách lợi ích cho người khác. Chính thân mình đã không che chở dìu dắt nổi mình, thì còn che chở dìu sắt được cho ai là thằng con sai sống là để gánh vác việc đời tôi lùi về làm thằng bé con để cho người gánh vác hộ mà thật chưa còn mắt mẹ tôi tôi chỉ là một đứa bé con vì không bao giờ tôi dám có một cử chỉ cương quyết cho người ta biết rằng tôi không còn là bé con nữa tôi không bao giờ dám có một hùng khí gạt những tình cảm ẻo là để to cái khí phách của thằng con trai biết tự hào vì thế bao nhiêu ý muốn của tôi mẹ tôi đều coi là những ý muốn của một đứa bé con nhõng nhẽo và nũng nịu người ta gật gật cho qua để chờ cơ hội người ta lại bắt tôi phải bỏ cái ý muốn mà người ta không muốn ấy đi đến đối với người mẹ hiền từ sẵn sàng nghe theo mà nguyện vọng của tôi đã bị lung lay rồi thì tôi còn làm sao giữ vững được hoài bão trước người cha nghiêm khắc sau khi mẹ tôi nói thằng hai nó muốn đi buôn đấy ông ạ à. thầy tôi quắc mắt nhìn tôi bằng một cái nhìn kinh ngạc nhìn cái nhìn ấy. Tôi có ngay cảm tưởng tôi là một con quái vật trước mặt thầy tôi. Tôi bối rối ngay. Tôi bối rối nghĩ đến sự quát tháo, vặn hỏi của thầy tôi. Tôi bối rối nghĩ đến những câu tôi phải giả nhời. ấy thế là muốn khỏi bối rối, muốn khỏi phải giả nhời. Tôi vội vàng thưa ngay. Con nói đùa với mẹ con đi chứ. Rồi thấy cái nhìn của thầy tôi vẫn chưa buông tha tôi. Tôi nói tiếp. Đã thi đỗ ở trường luật sao? Con dại gì mà đi buôn Mặt mẹ tôi vụt hớn hở Khốn nạn chưa Tôi nhận thấy mẹ tôi hớn hở Tôi cũng hớn hở theo Mặc dầu tôi đã biết là tôi vô cùng hèn nhát Rồi mẹ tôi đóng khung cho chết dí ngay Sự bại trận của tôi vào trong một câu Ừ, có thế chứ Mẹ đã biết ngay là con mẹ ốm ở Để làm nũng mẹ thôi Chứ đời nào con mẹ lại dạy thế Ăn trên ngồi chốc để cho người ta lạy lục không muốn Lại muốn đi lạy lục người ta bao giờ Thầy tôi thì văn hoa và cổ điển hơn. Nhà mình là nhà nho, bao nhiêu đời Vinh hiền, mình là con cháu phải noi theo cái nền nếp của cha ông, không hơn được cha ông thì chớ, chứ lại đi buôn thế nào được. Tôi biết thầy tôi nói câu ấy là cạn nghĩ, là sai lầm, là vô lý. Máu tôi sôi lên, mà miệng tôi thì vâng vâng dạ dạ liên thanh. Mẹ tôi kéo một hộp kẹo sừu đưa cho tôi một thoi, rồi xóa sự bại trận của tôi bằng một nụ cười con ăn đi. Ấy, cụ Tuần Nam gửi lên biếu mẹ. Mẹ biết con mẹ sắp về. Và thế nào cũng đỗ, mẹ vẫn để dành cho con mẹ. Thầy tôi ngước lên nhìn bàn thờ. Ngước nhìn lên những hoành phi câu đối. Chúng là di tích của bao đời khoa hoạn nhà tôi. Rồi nghiêm trọng bảo mẹ tôi. Mai bà phải sửa lễ để cao phó với gia tiên cho con. Rồi còn cái chuyện ăn khao thì để khi chọn được ngày tốt làm cũng chưa muộn. Còn nó chắc cũng còn được nghỉ ở nhà lâu, Chứ chính phủ đã bổ gì ngay đấy Thầy tôi mở cháp Lấy quyền lịch rồi bảo tôi Con đã đánh dây thép cho anh huyện con nó biết chưa Để nó mừng Mẹ tôi không để cho tôi giả nhời nói ngay Thôi Để hôm nay chị huyện nó về Cho con nó xuống chơi với anh nó Tôi có lẽ tôi cũng xuống Quay sang tôi Thật học bao nhiêu năm bây giờ mới thành công Con cứ nghỉ ngơi đi Mẹ cho con nghìn bạc Muốn chơi gì thì chơi sắm gì thì sắm. Đợi khi nào nhà nước gọi bổ, mẹ sẽ lại nghĩ đến chuyện vợ con cho con. Thầy tôi nhìn mẹ tôi, nhìn tôi tủm tỉm cười rồi lại mở cháp. Ồ, chỉ còn có hai chi sâm. Bà nhớ hôm nào ra Hà Nội thì mua thêm nhé, để cho con nó tẩm bổ. Cái công thập niên đăng hỏa của con nó, thế này cũng khả dĩ gọi là không hổ giống nhà rồi. Ôi, cái công thập niên đăng hỏa, để đưa tôi đến một chỗ ngồi buồn tè của công sở trong khi tình thế có thể cho tôi sống một cuộc đời vẫy vùng và hữu ích. Nếu tôi biết muốn mạnh mẽ hơn một chút, tôi thuật lại việc này để cho những ai đọc chuyện tôi biết rằng trong một cái việc còn con như thế, tôi còn bị người ta sách tay tôi đi. Theo cái sở thích của người ta, huống hồ ở trong một việc hệ trọng mà sự thực hiện cần phải đi ngược với tất cả tập tục và thành kiến. Tôi bị ngụp là phải. Tôi bị ngụp bởi vì tôi đã có sẵn ở trong tôi những điều kiện để thua rồi tôi biết rằng theo ý muốn của gia đình thì tôi phải sống một cuộc đời phẳng lì vô vị mà tôi vẫn theo tôi biết rằng nếu tôi cả quyết một chút thì tôi sẽ được sống một cuộc đời khoáng đạt mà tôi không dám cả quyết tôi không dám chính vì tôi ươn hèn rồi nhưng có lẽ cũng vì được gia đình tôi nâng niu yêu chiều quá tôi không nỡ trái ý những người thân yêu các bạn trẻ cũng như tôi lời này không phải là để cãi kiện mà chính là một dòng máu để cảnh tình. Hãy đề phòng những tình yêu nó vây bọc ta hơn những nguy nan nó gieo xuống đầu ta. Bởi một đằng là ở trong phá xa, mà một đằng chỉ mới là ở ngoài lấn vào. Bao giờ, bao giờ những đòn của nội tâm cũng mạnh hơn đòn của ngoại hoạn. Các bạn ơi, xin nhớ lấy nhảy tâm huyết của kẻ sắp chết này để làm một đạo bùa hộ mệnh trên đường đời đầy bất ngờ gai góc. Giá đời tôi không gặp người thiếu nữ ấy thì tôi đã được sống một cuộc đời yên tĩnh. Nhưng non hèn của một con lợn mà không tự biết là tuổi là nhục. Giá không có lòng yêu đương của một người con gái chiếu xuống bước đi của tôi, thì có lẽ tôi đã sống cho đến 6-70 tuổi mà không tự biết rằng mình đã sẵn chứa trong người những mầm thối nát để làm lỡ làng một cuộc đời. Những cuộc đời của những người đã tin cậy ở tài sức mình. Tôi đã không biết rằng tôi không xứng đáng với sự sống, không xứng đáng với hạnh phúc không xứng đáng với yêu đương tôi đã không được biết rằng tôi chỉ có đủ điều kiện để đóng một vai tốt bên trên ván cờ đời đời dề toàn bởi những bất ngờ may mắn hay không may mắn nhưng may hay không may điều đó không là một sự quan hệ cái quan hệ là mình có đủ nghị lực để đối đầu với những bất ngờ ấy không lại phải hiểu một cách khôn ngoan và sáng suốt rằng thế nào là không may mắn muốn hiểu như thế thì trước hết ta phải biết đặt cho ta một câu hỏi dứt khoát và gay gắt ta sống để làm gì? Do sự giải nhời cương quyết đối với câu hỏi ấy sẽ định rõ giá trị của những việc ta gặp ở trên con đường ta bước. Nếu ta hiểu mục đích của sự sống chỉ là để hưởng những bữa cơm, những manh áo, những cái nhà, những con vợ đẹp, vân vân, thì làm thế nào và bất cứ bằng cách gì cho còn lắm cái bám vào da thịt ấy là may mắn. Nhưng nếu ta lại hiểu sống ở đời chỉ là dùng hết khả năng dùng hết sức mạnh tiềm tàng để cố bước đến cái chỗ đẹp nhất của kiếp người thì ta sẽ nhận thấy rằng những ngày sống của ta phải là một cố gắng cố gắng không ngừng ta sẽ chẳng sợ nguy nan chẳng từ lao khổ chẳng sợ chẳng từ bất cứ một thứ gì miễn là chúng giúp ta hiểu người hiểu đời hiểu rời và tôi giả cho ta các nghị lực để đi đến cái độ đường cùng mà số mệnh cho quyền ta đi đến Ta sẽ chẳng thấy thèm muốn những cái mà thế nhân thèm muốn. Ta sẽ chẳng thấy xót xa những cái mà thế nhân xót xa. Rồi ta bùng hiểu rằng sự sống tuy cần, nhưng nó chưa cần bằng lẽ sống. Có cái lẽ sống ấy rồi, ta sẽ cầm nắm được tất cả cái nghĩa huyền bí của sự sống và định rõ được giá trị cùng lợi hại của những việc xảy ra thường ngày. Thiếu cái lẽ sống ấy, ta sẽ nhận lầm vàng ra thau và ta sẽ lấy sỏi cuội làm kim cương ngọc thạch cái bí quyết khôn ngoan của sự sống phải chăng là trước khi sống hãy đi tìm lấy một lẽ sống cao đẹp ấy thế là tức khắc ta sẽ thấy ta thoát khỏi những hệ lụy mà thế nhân lầm lẫn đang hệ lụy và rồi ta sẽ chỉ tư lường những cái cần tư lường đáng tư lường thứ tư lường nó đem đến cho cuộc đời một cái nghĩa ngày sống một cái vị cả thân thể ta một cái giá các bạn thanh niên các bạn có thấy chăng sự định nghĩa cuộc đời là cần do sự định nghĩa ấy sẽ trào ra một lẽ sống. Do cái lẽ sống ấy sẽ nảy nở một cuộc đời đẹp đẽ hay dơ bẩn, hùng liệt hay đớn hèn. Định nghĩa sai. Chào ôi, cái gì rồi cũng sai cả. Lẽ sống sẽ là một lẽ sống bẩn thỉu, Cuộc đời sẽ là một cuộc đời bỏ đi. Có một sự gặp gỡ nó đưa đời tôi đến cái chết thê thảm của ngày nay. Phải, nhưng trước khi nó đưa tôi đến cái chết, nó đã đưa tôi đến sự giác ngộ để hiểu tất cả những cái cần phải hiểu. Nếu tao muốn được sống một cuộc đời đáng sống, cái bi ai của đời tôi không phải là sự tôi phải chết một cách đau đớn, cũng không phải là tôi đã sống một cuộc đời ươn hèn của một con lợn mà không tự biết. Nó xót xa là ở chỗ, sau khi biết rồi, tôi đã thành một phế nhân, một người tàng tật, không đủ sức để thực hành cái lẽ sống cao đẹp, mà mình đã tìm thấy ở cạnh một xác chết thân yêu, thân yêu nhất đời. Tôi chết, tôi sẽ phải chết bởi tôi đã bị du đến một con đường cụt không lối để thoát ra ngoài cái cửa khủng khiếp của thần chết tôi chết tôi chắc chắn là chết nhưng tôi không muốn cho người sau phải chết như tôi và phải chăng khi đã tìm ra được lẽ sống dù biết rằng mình phải chết mai chết mốt tôi cũng có cái bổn phận mà lẽ sống vừa đem đến cho tôi thù hết hơi thở cuối cùng để tìm các cách cho thanh niên tránh được vết xe đổ của mình các bạn thanh niên yêu dấu của lòng tôi ơi, hãy thương tôi mà nghe chuyện tôi, nhưng xin trước hãy thương mình mà nghe chuyện tôi. Chứ không cái chết thê thảm của đời tôi, các bạn cũng sẽ không tránh được cho đời mình đâu. Tôi gặp một người đàn bà, một người đàn bà đẹp lắm, một người đàn bà có mọi cái đáng yêu của một người đàn bà. Tôi có thể nói đó là một người đàn bà lý tưởng cho tất cả những người đàn ông chẳng sợ hổ với cái tên đàn ông của mình. Sự gặp gỡ ấy theo thầy mẹ anh chị tôi Nghĩa là theo mọi người thì là một vô phúc Bởi nó đã đưa tôi đến đau khổ Đến tự tử, tử Đến tàng tật Đến cái chết Nhưng tôi Tôi không cho là thế Sự gặp gỡ ấy đưa tôi đến cái chết Phải rồi Nhưng trước khi đưa tôi đến cái chết Nó đã đưa tôi đến giác ngộ Sự giác ngộ ấy lại đưa tôi đến một lẽ sống Lẽ sống ấy lại đưa tôi đến một hành vi đẹp đẽ Là dùng tàn lực chép lại chuyện mình để mong có ích cho thanh niên. Để cho tôi trước khi nhắm mắt đã có thể tìm ra lẽ sống của cái chết. Lẽ chết của cái sống. Thế thì sao còn là vô phúc nữa? Tôi phải cho là may mắn. May mắn bởi vì sống một phút hiểu biết. Sống một phút với một lẽ sống cao đẹp. Sống một phút mãnh liệt với tất cả các giác quan sáng suốt cho một lý tưởng. Còn hơn sống cả một trăm năm như cây cỏ. Chính ra thì bây giờ tôi mới hiểu rằng những sự gặp gỡ ở đời cũng không quan hệ lắm cái quan hệ là ta có đủ tài lực để vắt hết những lẽ sống sôi nổi nằm ở trong sự gặp gỡ ấy hay không ta có đủ tra kiến để lọc ở đấy ra hết cái phần ánh sáng lợi ích cho đời ta không nếu không thì gặp cũng vô ích và có lẽ chỉ càng thêm lụy mà không gặp thì cũng chẳng sao cả các bạn đừng nên than phiền rằng không gặp các bạn chỉ nên tự hỏi mình xem có đủ điều kiện để lợi dụng một cách hữu ích cho mình và cho mọi người cái gặp ấy không đã. Tự xét mình xem có phải là một khoảng đất tốt đã cày bừa kỹ càng để đón lấy cái hạt giống mà bất ngờ của đời sẽ đem giao đến cho mình không? Các bạn không nên tự hỏi sao mình chưa có hạnh phúc, chỉ nên tự xét mình một cách thành thực xem đã xứng đáng với hạnh phúc chưa. Là người ai cũng đợi chờ ở rồi. Phải rồi, nhưng trước hãy biết đợi chờ ở mình chứ không thì rời cũng không giúp gì cho mình được nhưng may rồi đành là quan hệ cho một kiếp người nhưng cái cách ta đón tiếp những may rủi ấy lại quan hệ hơn may rủi cũng như con hồ những người đồng bằng gặp nó coi thể nguy đến tính mệnh hay ít nhất cũng phải qua những phút kinh sợ nhưng nếu kẻ gặp nó lại là một nhà thiện xạ thì này xương nhé da nhé cái gì cũng có thể dùng được nhé mà cái đem dùng trước tiên là cái tài bán của mình những cơ hội ở đời để thử tài thử gan vốn rất hiếm mà những người có tài có gan lại hiếm hơn quả nếu tao muốn được sống một cuộc đời hùng liệt chưa hay cứ thành những con người tài trí và gan ruột đừng thèm màng đến những sự gặp gỡ vội cái nó đến rồi nó khác phải đến đã là nhà thiện xạ có một con mắt không loạn có một cánh tay không run có một trái tim không núng rồi thì con gì đến cũng hay bằng không thì con quái gì chẳng là con cọp có thể giết mình tôi tôi đã không có đủ điều kiện để hưởng sắc đẹp hưởng yêu đương hưởng hạnh phúc mà tôi lại gặp người đẹp sẵn chứa một trái tim yêu đương và mang trên đôi bàn tay ngọc một hứa hẹn hạnh phúc thì tôi làm lỡ tôi làm lỡ người đẹp còn nói gì nữa cái sự gặp gỡ ở đời nào có nghĩa gì cái có nghĩa chỉ là thằng người để gặp gỡ thôi là một đại tướng có tài thao lược thì gặp gì mà chẳng được nguy đời gia an bại truyền thành thắng mà nếu đã là một tên quân vô tài trên đường đời Thì gặp gì mà chẳng chết Tôi gặp nàng trong một trường hợp đặc biệt Đã từng quen biết với nhiều tiểu thư đài các và nhí nhảnh Cái vẻ nhu mì và ngây thơ của nàng Làm cho tôi để ý ngay Nhìn cái vẻ trầm mặc và hiền hậu của nàng Tôi nhận ngay thấy nàng không sống một cuộc đời nông nổi Như nhiều người con gái tôi đã gặp ở các nơi quyền quý Thì độ xong Sau một tuần ở nhà hú hí với mẹ tôi Tôi lên phủ quốc oai thăm anh tôi lúc ấy được quyền chức chi phủ ở đấy. Tôi đến ngay trong ngày phiên chợ Hoàng Xá, cách phủ chừng ba cây số. Thấy lạ mắt, tôi bảo tài xế hãm ô tô lại để cho tôi xuống xem. Thoạt vào cửa chợ, thì một tà áo màu liền làm cho tôi để ý. Ở trốn quê mùa lam lũ ấy, cái tà áo màu ấy hiện ra như một cái thai trong đầu tôi. Đầu tôi nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Có đẹp không? Con nhà ai? Có chồng chưa? Làm gì? cũng như trăm nghìn vị đàn ông khác sắc đẹp làm cho tôi náo nức và ước vọng thứ nhất cái sắc đẹp ấy lại hiện ra như một bí mật trong một chỗ nào mà không ai đẹp hơn không còn cái gì để so sánh nổi thứ nhất là nó khác với những cái đẹp nhí nhảnh mà hoàn cảnh và địa vị của thầy tôi thường cho tôi gặp và tôi vẫn không ưa quả tình là lúc ấy tôi theo nàng cũng chỉ là do cái tính tò mò và hiếu sắc của bọn đàn ông thấy cái đẹp và dỗi thì giờ thì theo, chứ chưa có tình gì rõ rệt. Tôi theo nàng qua bao nhiêu dãy, đến dãy hàng chuối thì nàng biết là tôi theo. Mặt nàng bỗng ửng đỏ như gốc, chứ không thể dùng cái lối văn vẻ mà nói là như trái đào tơ được. Chà, con người này mới giàu máu làm sao? Nàng thẹn, rồi nàng bối rối. Vì bối rối, nàng không nhìn thấy một người bán bún riêu ở phía trước mặt đang phao phao đi lại. Người bán bún là một bà già lèm nhèm, không trông thấy rõ nàng và lúc ấy mặt rời buổi sáng đang xiên về phía mặt làm cho bà ấy hoa mắt bà ấy vô ý để mắt quang vướng vào áo và chạm luôn nổi diêu vào nàng đã yếu lại đang đi nhanh lại chỗ đất ấy trơn ướt vì mấy hôm mưa ròng rã lại bị vấp bà cụ ngã ngồi ngay xuống nổi diêu cua vỡ tan tành chát đẩy nhọn nồi vào quần nàng và vẩy đẩy diêu cua vào áo nàng bà cụ già thấy thế sợ quá quên cả đau quên cả rằng cái dân vốn của mình vừa bị tan nát. Bội vàng nhổm ngay dậy chắp tay vái lia lịa. Thôi, tôi xin cô, tôi nhập nhèm không trông rõ. Tôi xin cô. Giá như người khác, giá như những người con gái sang trọng mà tôi đương nhìn thấy ở quãng tôi. Một khi người ta làm dơ bẩn quần áo như thế, thứ nhất, bị người ta làm giảm vẻ đẹp trong khi có một chàng công tử lịch sự theo mình, thì thế nào cũng văng ra mấy câu rùa. Đồ mắt mù, không trông thấy người ta à và không tát đã là phúc rồi đằng này nàng vừa không tát không rùa nàng lại vội vàng kéo tay bà cụ cụ ngã thế có đau không thôi cụ cứ yên tâm con không giận cụ đâu bẩn rồi thì về con sặt chưa có làm sao mà cụ lo rồi nhìn vào tà áo bị rách một đường dài. con mạng khéo lắm không việc gì cụ đừng sợ con bắt đen và nhìn nổi diêu bị tung tóe ở đất chết chừa, vợ mất nổi riêu cụ lấy gì mà bán nữa lúc này bà cụ già đã hết sợ mới nghĩ đến cái vốn bị mất của mình hai mắt bà nhấp nháy rồi thì không hiểu trong tư tưởng bà có cuộc luân chuyển ra sao bà cao ngay mặt lại bà túm lấy áo nàng đổi từ lạy van sang hỏi tội cô cố ý chạm vào tôi nên vỡ cô phải đền tôi không đền không yên lành với tôi được đâu mặt nàng vẫn thản nhiên trong khi tôi chạy bộ đến giằng tay bà cụ già ra, rồi tát luôn cho một chiếc. Còn mụ này mới vô lý chứ, mụ đã làm rách áo bẩn quần người ta. Người ta không bắt đền là phúc cho mụ rồi, mụ còn quay lại bắt đền người ta là nghĩa lý gì? Bà già bị đánh câm ngay, còn nàng thì nhìn tôi bằng một cái nhìn không phải cảm ơn như thường tình nhiều cô thiếu nữ, mà bằng một cái nhìn khó chịu. Hay nói cho đúng, một cái nhìn ái ngại, nó đẻ chết dí người ta dưới sự khinh bỉ cái nhìn ấy như bảo tôi ô hay người ta làm rách áo tôi người ta bắt đền tôi tôi không nói gì người ta là quyền tôi chứ việc gì đến ông mà ông đánh người ta đau như vậy sao ông lại lấy thịt đè người như thế và nịnh gái một cách thô tục quá như thế cái nhìn ấy làm cho tôi câm luôn và thẹn vô cùng thì ra cô này có cái sang trọng ở trong lòng nhiều hơn cái sang trọng ở ngoài người nàng giơ tay vuốt má bà cụ già sao cụ lại ngang ngạnh như thế con đi ở bên đường Cụ không nhìn thấy Cụ xô vào làm sách áo con Bẩn quần con Lỗi tại cụ Con đã thương cụ nghèo không bắt đền Sao cụ lại bắt đền con Nếu có phải cụ không có Cho đánh vỡ nồi riêu Thì đây con cho cụ đồng bạc Cụ cầm lấy về mà mua nồi khác Và để bù vào sự thiệt thòi không bán được ngày hôm nay Từ giờ cụ đừng có như thế nữa nhé Nhớ phải người phũ phàng Có phải cụ thiệt thân không cả chợ xuống đến ca tụng nàng nhau nhau và mà sát bà cụ già. Trong sự mà sát ấy, tôi thấy một vài lời bóng gió để dành cho tôi nữa. Nhưng tôi nào có để tâm gì. Cái nhìn kia đã làm đầy đủ cái sứ mệnh trừng phạt đối với cái cử chỉ nịnh đầm lố bịch của tôi rồi. Nàng thẹn về sự ca tụng, cũng như nàng vừa thẹn khi thấy một người đàn ông theo mình. Mặt nàng ửng đỏ. Nàng cho đồng bạc xong, vội vàng trốn đi ngay cũng chẳng thèm để ý đến những lời cảm ơn và hối hận của mụ hàng bún. Mụ hàng bún thấy tôi, lầm tưởng tôi là người nhà của nàng, liền chắp tay lạy tôi. Thôi con xin ông, con già nuôi tuổi tác lẫn lộn, xin ông tha cho. Cái cử chỉ đẹp đẽ của nàng, làm này nở ngay ở trong hồn tôi những tư tưởng đẹp. Tôi can đảm nhận lỗi mình, tôi bắt trước nàng nắm tay bà cụ. Không, lỗi tại tôi, tôi xin cụ, cụ có đau không? Thôi đây, tôi đền cho cụ đồng bạc. Mọi người thấy thế reo lên. À, ngã thế ai chả muốn ngã. Ngã mà được những hai đồng. Cái nồi riêu độ vài hào còn lãi chán. Họ reo mừng cho bà cụ mà không biết mừng cho tôi. Bà cụ bất quá được hai đồng bạc, được thêm một chút bám vào người. Chứ tôi, tôi vừa nhận được một làn hương thơm, đến quét bớt đi một chút thối tha ung độc, nó đang chi phối hồn tôi. Tôi vừa được thêm một tư tưởng nhân đạo để biết yêu thương tôi vừa được ban ơn một chút ánh sáng để dò xét lòng mình, để biết sống cái kiếp người mà bổn phận là phải tha thứ và sửa chữa những lỗi lầm của kẻ khác không bằng sức mạnh mà bằng lòng yêu thương. Từ đấy tôi biết rằng tôi không sao quên được nàng nữa. Nàng hiện đến cho đời tôi như một nàng tiên đem cái sắc đẹp lộng lẫy trói chết các gia quan tôi mà lại cũng như Đức Phật đem tấm lòng từ bi hỷ xả mở rộng cho hồn tôi có thể đi đến cõi bờ của nhân ái thế này mới thật là quên mình mà thương người trong bước chẳng may thương người cả từ trong sự lầm lỗi của người ta mà thương đi từ đấy thì tôi không còn dám có cái ý nghĩ quảng xiên là theo nàng như con chó đói theo mồi nữa tôi thấy một ước nguyện thiết tha mọc lên ở chỗ thầm kín của lòng tôi giá tôi được con người ấy yêu giá tôi lấy được nàng trong có mấy bước chân tôi phát ra ở trong đầu tôi bao nhiêu là cảnh lạc thú trong một nháy mắt tôi thấy người tôi đổi khác Lòng tôi phơi phới, hồn tôi tươi sáng, tươi sáng vì một người đàn bà, tươi sáng vì một đứa bé con. Mà nàng trông bé con thực, mặc dầu nàng đã vào khoảng 16-17 và mặc dầu các đường cong đã cong cái cong thiên thần của tuổi dậy thì, trên mặt vẫn còn một cái gì mang sữa, nó quyến lòng ta như cái mang sữa của đứa bé con. Trong mắt nàng tỏa ra một cái gì dịu dàng và mơ mộng, nó đòi quyền nâng niu Toàn thân nàng toát ra một cái gì yếu ớt Nó kêu gọi sự che chở Ở tất cả Đều hâm chứa một cái gì trinh bạch của vui sống Nó nhủ ta phải bảo vệ lấy cho nàng Nhưng đấy phải chăng là định mệnh Cái định mệnh tàn khốc Nó đã run rủi cho nàng gặp tôi Là người không đủ nghị lực để che chở cho nàng Khiến cho thân nghìn vàng Phải ra thân bạc mệnh Tôi là thằng dung phu Không đủ đức để chơi ngọc Tại làm sao rời lại đem đặt hòn ngọc quý vào tay tôi Tôi không giữ nổi để thở phụng. Lỗi đâu tại Ngọc. Tôi thở thẫn đi khắp chợ một lượt. Rồi tôi ra xe. Thấy mặt tôi đam đam. Bác lính lệ mà anh tôi sai về nhà đón tôi muốn cho tôi vui nói ngay. Chà, cậu ra chậm một tí. Lúc nãy con cụ đè vừa đi qua đây. Trông kháu quá. Tân thời đặc. Giá tôi chưa được cái nhìn thần Phật của nàng kéo tôi về với hồn liêm sỉ thì tôi đã vui sướng lắm. Tôi đã làm như tất cả những thanh niên thiếu nhân cách là ban cho bác ta một nụ cười hớn hở. "Lần này không?" Tôi cau ngay mày lại, nhìn bác một cách nghiêm khắc như nàng đã nhìn tôi, rồi tôi lẳng lặng bước lên xe. Tuy tôi không ưa cái thái độ của bác lính lệ, nhưng tôi rất mừng vì lời nói của bác. Tôi đã biết nàng là ai rồi, nàng là con cụ Đề thì chắc là ở gần phủ, tôi có nhiều cơ hội để gặp. Xe chạy qua chợ Hoàng Xá độ nửa cây thì tôi gặp xe nàng. Tôi cùng kính ngả mũ chào giá tôi không biết nàng có một nhân cách cao quý thì có lẽ tôi đã cho hãm xe mời nàng cùng về phủ quốc bằng ô tô với tôi ở đời này cái hãnh diện được ngồi ô tô vốn là to và tôi cũng đã thấy lắm cô thiếu nữ quý một quốc xe ô tô hơn cả lời thề non biển nhưng đối với nàng thì tôi không dám vì tôi biết sẽ bị từ chối một cách tàn nhẫn và nàng sẽ có cái ý nghĩ là tôi khinh nàng và cũng vì thế mà nàng khinh tôi cứ cái ý nghĩ nàng có thể khinh tôi đã làm cho tôi chín cả người đi được rồi. Đời nào tôi còn dám để cho nàng nghĩ tôi là kẻ bờm sơm nữa. Phải, trước kia tôi là đứa bờm sơm. Nhưng bây giờ thì không. Cái nhân cách làm người của nàng đã buộc tôi phải nghĩ đến cái nhân cách của tôi. Nghe tiếng xe, anh chị tôi ở trong nhà chạy xa. Anh tôi nở một nụ cười. À, chú đã lên. Còn chị tôi thì vừa lăng xăng săn sóc hành lý vừa hỏi tôi chú đi đường có mệt không hôm nọ chị về nói với anh chú sẽ lên đây chơi ít lâu anh mừng quá anh tôi mừng vì anh tôi thương tôi lắm anh tôi thương tôi theo tấm lòng mẹ tôi thương tôi mà chị dâu thương tôi theo tấm lòng anh tôi thương tôi vốn tính người nghiêm khắc khi anh tôi đã giận dữ thì mọi người đều len lét nhưng đối với tôi thì không thấy tôi thì cơn giận dữ nào cũng phải tan đôi lông mày đang cau lại vì bực bội liền dãn ra ngay để đón tôi bằng một vẻ hớn hở. Vì biết tôi chiếm một địa vị quan trọng ở trong lòng yêu của anh tôi, nên nhiều khi người ta lợi dụng tôi để bắt anh tôi phải bằng lòng những điều mà anh tôi không thích. Cũng như người ta đã lợi dụng tôi để xin với mẹ tôi những tội lỗi mà mẹ tôi định trừng phạt. Tuy thế, nhưng vì anh tôi hơn tôi những 15 tuổi và cái tính trầm mặc của anh tôi làm cho tôi sợ. Thành thử tuy thương yêu nhau mà vẫn không có sự cởi mở của tâm hồn tôi không dám ngò với người của thế hệ trước những ước vọng và thắc mắc của tôi vì lo anh tôi không hiểu anh tôi cũng như thầy tôi đã bị đóng không một cách chặt chẽ trong những tập quán cổ truyền đối với chị dâu tôi tôi thân mật và tự do hơn có lẽ vì chị tôi là đàn bà cũng có lẽ vì chị dâu tôi tính người dễ dãi và vui vẻ hai bầy vốn rút rát và yếu ớt tôi ưa gần những người rút rát yếu ớt sau khi đã giả nhời hết những câu hỏi của anh tôi tôi chạy ngay xuống tư thất tôi vờ vẫn với các cháu tôi một lát rồi tôi quay ngay sang hỏi chị tôi à sáng hôm nay em gặp một cô tân thời đẹp quá ai đấy hình dáng thế nào mắt to sáng và đen người tầm thước và thon chị tôi nở một nụ cười nhân hậu à lại cô mờ con cụ đè rồi đẹp thật ngoan nữa ở đây các ông giáo ông thừa đều mê đặc nhưng trẻ con biết gì phải, trẻ con. Nhưng có lẽ chỉ trẻ con ở chỗ chưa biết cái láo lỉnh độc ác của người nhớn, chưa rất người nhớn trong bao đức hạnh mà người nhớn không có. Tôi lặng thinh nghĩ ngợi, chị tôi lại nói tiếp. Chú cũng mê đấy ư? Mê đã chết đi mà tôi vẫn chối. Không, em hỏi thế thôi chứ. Thật là loài người ươn hèn, không mấy ai dám nói trắng ra những điều nghĩ của mình. Cái thói quen giả dối này, 99 phần người mắc phải nó đã lừa đi khiến không ai có nhìn nhận thấy là một dấu hiệu của sự thiếu nghị lực. Và một tang chứng, nó buộc chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến sự bồi đáp nhân cách. Tôi bảo rằng tôi không mê nàng, những khi nghe nói có nhiều người mê nàng, lòng tôi sôi lên, tôi chỉ lo đã có người chiếm được trái tim nàng rồi. Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, trong khi tôi biết rằng một lời nói của chị tôi có thể kéo tôi lên tới tận mây xanh, hay đưa tôi tới đáy địa ngục. Nhưng cô ta không mê ai chứ, Trẻ con đã biết gì mà mê Nhiều hôm chị sang chơi với cụ đề Cô ấy đưa những thư ấy cho chị xem Rồi cười khanh khách Sao người ta hay viết thư cho cháu quá bà lớn ạ à? Thế thì chắc cô ta không bao giờ giả nhơi Chú tính đã hỏi thế Thì còn bao giờ giả nhơi nữa Tôi sùng sướng chạy bổ lại ôm lấy cháu tôi hôn chùn chụt. Cháu tôi đang chơi với con mèo bị tôi làm rộn hét vắng. Ồ, cái chú này kỳ khôi quá. Tôi cũng cười khanh khách cười cái khanh khách của nàng. Rồi tôi lại đi về phía chị tôi hỏi một cách hứng hờ. À thế ông bà đề người thế nào? Con nhà nho chín chán lắm. Nhưng vì cố chấp quá nên nhiều người không ưa và phải cái tội nghèo. Anh thì trọng cụ ấy lắm. Một điều cụ, hai điều cụ và chẳng bao giờ anh nói nặng. Lâu lâu anh vẫn mời cụ ấy sang đây ăn cơm. Cô mờ cũng thỉnh thoảng sang đây. Cô ấy thêu thùa và may vá khéo lắm chị vẫn nhờ cô ấy cắt quần áo và đan điệc cho các cháu người nết na lắm sang đây chị giữ lại ăn cơm không bao giờ chịu ở và cho tiền cũng chẳng chịu lấy bao giờ thế có anh em gì không cụ để hiếm hoi chỉ được có hai người người anh đi làm ở bắc ninh còn cô ta là út anh làm gì nghe đầu làm thư ký công nhật ở sở lục lệ thế cô ấy đã có ai hỏi chưa cũng đã có nhiều người hỏi nhưng cụ đề chưa bằng lòng đâu cả Thế cô ta có học hành gì không? Nghe đầu học đến lớp nhất Và đọc được chữ Tây Nhưng chú hỏi làm gì mà hỏi kỹ thế? Vẫn với cái thói quen giả dối khốn nạn nhiễm của loài người Tôi chép miệng Thấy thì hỏi chơi cho biết Chị tôi cười Hay chú có mê thì chú cứ thú thật đi Rồi chị làm mối cho Tôi vừa toan thú thật với chị tôi sự gặp gỡ buổi sáng Thì chị tôi đã lại nói tiếp ở đây buồn, chú có chàng mang thì chàng mang, chứ lấy liếc gì. Ai lại lấy thế được? Câu ấy làm cho tôi tái mét cả mặt và giận chị tôi sôi lên. Chị tôi đã nói một câu hỗn xược đối với nàng là người mà nhân cách và sắc đẹp còn hơn chị tôi một giời một vực. Tôi phải đưa tay lên cổ để xoa vuốt cái khí tức ở ngực nó đưa lên và để khỏi nói một lời vô lễ với chị tôi là người tôi kính yêu. Chị tôi nếu có hơn nàng thì chẳng qua chỉ hơn ở chỗ là con quan và nhà giàu, chứ còn hơn gì được nữa. Sao chị tôi lại đi đứng ở trên cái địa điểm may mắn rời cho ấy, mà ngạo mạn với nàng là người có một tâm hồn sáng như ngọc, đáng để làm gương cho tất cả những người mẹ và người vợ. Tôi bực với chị tôi lắm, và lòng yêu của tôi lúc ấy đối với nàng hẳn đã lên đến cái độ cao, nên tôi mới nói được với chị tôi những lời cương quyết để bênh nàng. Con người ấy đâu phải con người bờm sơm, mình nói thế nhỡ có ai biết Thật chẳng còn ra thế nào Và mình nghi về người ta như thế Thật là không phải Em đời nào dám có cái ý nghĩ chàng mang Với những người đức hạnh và thơ ngây như thế Tôi nói xong Chị tôi trố mắt nhìn tôi một cách ngơ ngác Cái trố mắt ấy bỗng làm cho tôi sợ Tôi sợ nói lẽ phải Tôi sợ nói sự thật Tôi sợ chị tôi giận Chỉ vì tôi đã nói lẽ phải và sự thật Tôi vội vàng chữa những lời gay gắt tôi đã nói bằng một sự ươn hèn. Tôi cười tít, rồi tôi có nói. Rồi tôi cố nói những câu nó đốt cháy môi tôi và lòng tôi. Ừ mà chị nói phải. Trong khi ở đấy với anh chị, giá chàng màng được với một con bé kháu khỉnh như thế cũng hay đấy. Chị phải làm ông tơ bác cầu ô cho em nhé. Chị tôi thấy tôi cười cũng cười theo. Rồi chị tôi chỉ cho những lời tôi vừa nói là do sự ấm mờ của một thằng em biết mình được nuông chiều bà đâu nói đấy ờ ừ, chú cứ ở đây thật lâu rồi chị sẽ liệu cho tôi cố ươn hèn để cho chị tôi thật quên những lời tôi đã nói tôi vở vui sướng như đứa bé con tôi nhảy cỡn thế thì em ở đây đòi với anh chị được sự cố gắng của tôi chỉ được đến đấy tôi tự lấy làm thẹn và giận mình lắm rồi nói xong tôi chạy tuột ra sân gọi các cháu tôi inh ỏi để cố đẻ lấp những tiếng lòng nó đang trách móc tôi. Từ hôm sau thì ngày nào tôi cũng xuống dưới chỗ nha lại làm việc, để cố làm thân với cụ đề. Và buổi sáng nào, tôi cũng đi chơi qua nhà nàng, để mong nhìn thấy mặt nàng. Còn buổi chiều, tôi lấy cờ bắn chim cầm khẩu súng của anh tôi, lần vờn ở hàng rào nhà nàng để nhòm vào. Trong ba hôm liền, tôi chẳng thấy hút nàng đâu. Tôi bắt đầu nóng ruột, và đêm nào, tôi cũng đã chằn chọc không tài nào ngủ được. Trong những lúc giấc ngủ không đến với tôi ấy Tôi xây đáp bao nhiêu mộng đẹp với nàng Tôi tưởng tượng nàng là vợ tôi Chúng tôi cưới nhau linh đình Rồi hai đứa tôi cùng an hưởng Cái hạnh phúc yêu đương dưới gối mẹ tôi Tôi tưởng tượng hạnh phúc Một cách giản dị Mà quên không nghĩ rằng Loài người không giản dị tí nào Đôi trai gái yêu nhau rồi lấy nhau Tôi nghĩ một cách dứt khoát Và phải lẽ như thế đấy Nhưng loài người đâu có thế Người ta đem bao nhiêu là thứ để cố xen vào cái hạnh phúc yêu đương và làm cho nó phải biến thể. Tôi đã hứa với cụ đề hôm nay lại chơi nhà cụ, nhưng tôi vẫn chưa dám thực hành lời hứa ấy. Tôi không dám thực hành bởi vì cái tính cả thẹn của tôi cũng có và bởi vì tôi cũng không dám giản dị nữa cũng có. Từ phủ đi ra rồi sang nhà cụ một buổi trưa, chỉ độ gần một cây số, rồi nhìn thấy mặt nàng cho thỏa lòng mơ ước. Thật là dung dị và chẳng có cái gì khó khăn ấy thế mà tôi không làm được Cứ phải để cho sự nhớ nhung nó nương nấu ruột gan Từ cái sự mặc áo để đi đến nhà cụ đề Tôi đã tự lôi ở đâu đâu ra bao nhiêu điều nghĩ Để cho nó ngăn đường tôi Và khi nhìn thấy ngưỡng gạch của cái cổng xây Sự nhắc chân đi qua Tôi thấy nó khó khăn biết là bao nhiêu Khó khăn vì tôi đã yêu Tôi lo nhiều nỗi Tôi sợ nhiều bề Tôi lo cụ đẩy nghi tôi là muốn làm thân để chim con gái cụ. Tôi sợ nàng không hiểu có thể ngờ tôi là con người răng gió. Thế ra cái yêu cũng phiền phức lắm hay sao? Không phải thế. Chính bởi loài người phiền phức nên cái yêu của họ cũng phiền phức. Chính tự nó, sự yêu đương có lôi thôi như thế đâu. Vì tôi không ngủ được nên mặt võ đi. Một buổi sáng, chị tôi nhận thấy giật mình. Ô, chú làm sao mà hốc đi thế? Thấy giọng nói thiết tha của người chị thương mình Tôi đã toàn thú hết Nhưng trong khi tôi đang lựa lời để thú Thì chị tôi đã lại thêm vào một câu Hay nhớ cô nào ở Hà Nội đấy Lời thú chết ở trong cổ tôi Và tôi hiểu từ đấy Tôi không thể nào thú được nữa Chị tôi xét hành vi của tôi một cách nông nổi quá Xét bằng cái lòng nhẹ nhàng của một người sung sướng Chưa bao giờ có bạo táp ở trong đời Chưa từng bao giờ hiểu đến sự dôi nổi Và nghiêm trọng của những nhân dục nó xoay hướng cả một kiếp người. Và chị tôi cũng như mẹ tôi chỉ coi tôi là một đứa bé con. Những cái thích của bé con người ta hỏi qua loa thế chứ ai hơi đâu mà để ý đến làm gì. Tôi tự biết rằng nếu tôi có thu ra chị tôi cũng không sao hiểu được. Sống một cuộc đời bằng phẳng trong khuôn khổ của lễ giáo của gia đình. Chị tôi hiểu làm sao đến những cạnh lòng của những người sống ngoài khuôn khổ. Hình ảnh của nàng từ đấy là một ngọn lửa nó đốt lòng tôi đã bao nhiêu lần vì không được thấy mặt nàng, sáng dậy tôi đã tự nhủ với tôi, chưa ta sang, nhưng chưa lại để hẹn đến chiều, chiều lại để hẹn đến mai, cứ lần lần lữa lữa như thế mãi cho tới chín hôm. Rồi hôm thứ 10 tôi nhất quyết, nhưng cái nhất quyết của tôi, chỉ khi thoáng trông thấy cái cổng xây của nhà nàng đã biến thành do dự, mà rồi khi nhìn thấy cái ngưỡng gạch thì nó liền tiêu tan. Rồi thì tôi lại vác súng đi thẳng Đi thẳng để mà quay lại Quay lại để rồi mà đi thẳng nữa Tôi còn đang do dự Như dân đen đứng trước cửa quan thì trao ôi Tôi thoáng thấy nàng đi ra Đi về phía tôi Tôi cuống cuồng Tôi dối rít Tôi hồi hộp Rồi thì khi nàng đến gần Tôi cố mãi mà không ngả được mũ Và cũng không chào nàng được một câu Tôi đứng chết dí ở đấy Và há hốc miệng Chố mắt nhìn nàng Không để cho rơi súng đã là giỏi lắm rồi Chính có lẽ vì những cử chỉ ngờ nghịch nhưng chân thành ấy, nó đã làm cho nàng thấu cái lòng tôi yêu nàng, tôi thờ nàng. Nên nàng sẽ dừng lại nhìn tôi bằng một cái nhìn vô cùng sâu thẳm, nó như rót hạnh phúc vào đời tôi. Bây giờ tôi mới biết, những cái nhìn hiền hậu của người đàn bà là những đạo bùa linh ứng có thể xóa đi được ở đời này bao nhiêu đau khổ. Cái nhìn của nàng liền đem ngay đến can đảm cho tôi. Khi nàng đi đến gần, tôi liền hỏi Thưa cô, cụ có nhà không? Mặc dầu giọng tôi run lắm và nói khẽ lắm, nhưng nàng cũng nghe thấy. Thưa ông, thầy tôi có nhà ạ. Thưa cô, tôi vào thăm cụ. Chẳng lưỡng lự, nàng quay ngay lại. Vâng, thế để tôi về đánh cho cho ông. Nhà tôi có nhiều chó dữ lắm. Nàng đi trước, tôi đi sau. Lúc ấy tôi thật là một người sung sướng. Bao nhiêu những khổ não của lòng tôi đã dịu đi cả rồi tôi ngây ngất như người say rượu theo nàng chẳng còn nhìn thấy gì hết chỉ nhìn thấy một khổ người uyển chuyển đang hoạt động ở trước mặt tôi vì thế lúc gần đi đến cổng tôi để cho một cành tre vướng phải người rồi một cái gai xước phải cầm thấy tiếng ớ của tôi nàng quay ngay lại rồi khi trông thấy mặt tôi sướt máu dướm ra nàng nhìn tôi một cách thương xót tôi biết cảnh ấy thế nào rồi cũng mắc phải người đi đường mà Tôi đã bảo thằng nhỏ nó chặt ý mấy lần mà nó vẫn cứ quên chặt. Khổ chưa? Thưa cô không sao. Tôi móc túi lấy mùi xoa, nhưng mùi xoa tôi bỏ quên, nàng vội vàng rút mùi xoa ra đưa cho tôi. Cầm chiếc mùi xoa, tôi có cái cảm tưởng như tôi đã nắm được thìa khóa của hạnh phúc, cầm nắm được một cái gì linh thương quý báu nhất ở trên đời. Thật là lúc ấy tôi thấy nó thơm lắm, không phải thơm mùi nước hoa, mà thơm một thứ mùi thơm gì tôi không biết có lẽ là thơm cái mùi thơm say người của da thịt tươi trẻ có lẽ là mùi thơm của trinh bạch có lẽ là mùi thơm của đức hạnh có lẽ là thơm cả ba thứ tôi nào có phân biệt được lúc ấy tôi đã mê đi rồi tôi chấm máu xong thuận tay đút luôn chiếc mùi xoa của nàng vào túi nàng cười rồi giơ tay ấy mùi xoa của tôi tôi hoảng sợ rồi móc ra hai tay đưa giả nàng bằng đôi mắt lấm lét của con chó bị chủ đánh có lẽ vì thấy tôi run quá sợ quá nàng đem lòng thương thôi thế hai ông giữ lấy để nhậu máu có ra nữa thì chấm ông không đem khăn mặt cơ mà à tôi đã có một di tích của nàng tôi đã cầm nắm được một chút hơi hướng của nàng đây trong người tôi đây cái túi quần tôi lúc ấy nó đốt tôi quả tim tôi nó đốt tôi cái nhìn của nàng lúc ấy nó đốt tôi nốt tôi như bị cháy cháy cái lửa cháy êm dịu và nóng rẫy của hạnh phúc việc này làm cho tôi nhận thấy một điều đức hạnh còn tính toán hơn thiệt chỉ thơ ngây mới biết giải cái dại của thiên thần cái thứ dại mà đức hạnh không dại được cái dại nó đánh thẳng vào lòng ta nó biến ta ra thành nô lệ của nó hay thành một dũng sĩ bảo vệ cho nó cũng thế vào quá trong cổng một đàn chó xô xa giá mọi lần tôi đã la hét om sòm, nhưng không tôi cứ ung dung đi tin chắc chắn rằng đã được che chở một cách chu đáo. Cụ đề thấy tôi vào mừng rỡ chạy ra đón. Bà đề cũng chạy ra. Nàng trỏ vết thương của tôi bảo cha mẹ. Ông ấy vừa bị cành tre ở cổng móc vào sứt cả mặt ra kia kia. Bà đề cuống quýt. Thế có làm sao không? Rồi khi tôi vào trong nhà, bà vội vàng đi hơ một lá dầu không trườm cho tôi. Lá dầu không vừa đặt vào, tôi kêu ái rồi lùi phát ngay lại. Nhưng đến khi nghe tiếng nàng nóng một tí, nhưng nó không sưng nó khỏi. Tôi lại vội vàng chia cầm ra cho bà để trường. Nàng thấy tôi ngoan ngoãn, liền tiến lên phía trước mặt tôi. Đấy, có phải bây giờ đỡ rồi không nào? Phải, tôi có đỡ, nhưng tôi không đỡ vì sức nóng của lá dầu không, mà chính vì sức nóng của cái nhìn màu nhiệm của nàng. Nam gian nhà này tố cáo sự nghèo nàn của chủ nó, nhưng nó cũng bảo ta những con người ở đây là những con người sung sướng sung sướng bởi cái đạo đức của mình từ cách tiếp đón từ cách mời chào từ cách sai bảo đầy tớ cái gì cũng giản dị dễ dàng chứ không kiểu cách và kiêu bạc như ở nhà tôi ở đây người ta như tự hào về cái nghèo của mình ở gia đình tôi người ta tìm hết cách để khoe khoang cái giàu và cái sang ở đây người ta như chỉ sống theo một cái luật luật của lòng không giống như ở nhà tôi người ta phải ép mình dưới những luật lệ xã giao người ta phải cố gắng để làm con người lịch sự và thiệp đời. Cái không khí trong trèo ấy làm cho tôi dễ thở ngay. Tôi thấy tôi như đang ngồi ở một chỗ quen biết đã từ lâu. Thì ra chỉ có tấm lòng mới rút ngắn được thời gian và bất chấp được cả không gian. Tôi đem đến đây một tấm lòng thành kính. Người ta đón tiếp tôi bằng một tấm lòng ưu ái. Chỉ trong có ba phút, tôi đã thấy tôi có thể nói hết đời tôi với cụ đề như nói với một người bạn thân mà mình biết trước rằng sẽ tha thứ hết những lỗi lầm cho mình. Và chính vì thế mà mình lại càng thành kính. Cụ đòi hỏi tôi về gia thế, về sự học hành và những nguyện vọng của tôi trước tương lai. Tôi nói, tôi nói thật hết. Nếu tôi có tô điểm thì cũng chỉ là tô điểm tí chút. Bởi lúc ấy, nàng ngồi pha nước ở bàn bên. Tôi tô điểm về cái tính dễ dãi của thầy mẹ tôi, cái lòng thương em của anh chị tôi và cái đức xuề xoa của tôi tôi có tô điểm chỉ là muốn rút thấp mình xuống để nàng khỏi nhìn đến sự tranh lệch của gia cảnh tôi và gia cảnh nàng lòng yêu nhủ tôi phải san bằng cái địa vị xóa đi các thành kiến thế thôi ở nhà cụ đầy bước ra tôi đã thành một người sung sướng sung sướng vì cụ đầy mời tôi hệ dỗi thì cứ đến chơi sung sướng vì lúc đưa tôi ra cổng nàng còn dặn với tôi một câu ấy ông đi ở những con đường này nên cẩn thận không cành tre lại vướng vào người đấy. Tôi thấy tôi không cần cẩn thận, cẩn thận để cho người tiên không phải thắc mắc vì mình thì cẩn thận để làm gì? Về đến nhà, chị tôi thấy tôi liền hỏi ngay. Chủ đi đâu về mà mặt mày hớn hở thế? Lúc ấy lòng yêu tràn ngập. Tôi thấy tôi cần phải nũng nịu, cần phải nhõng nhẽo. Tôi giờ cầm cho chị tôi xem. Em vướng phải cành tre. Một suýt nữa mù mắt đây này. Chị có lấy cái gì bôi cho em không? tôi tùy nhớn nhưng không bao giờ tôi là người nhớn trước con mắt chị tôi bởi vì khi chị tôi về nhà tôi tôi còn là một thằng bé con vòi vĩnh chị tôi đủ mọi thứ chị tôi nhìn vết thương rồi suýt xoa ôi chà mày quá mày quá rồi chị tôi kéo tay tôi vào nhà trong em vào đây chị lấy tên y ốt bôi cho em thì nó không sưng nữa chị tôi mới xoa cái tăm bông tôi đã la ấy đau, em chịu thôi Chị tôi nắm vai tôi kéo lại. Đau soàng như kiến đốt thôi mà. Còn dài sao mà rát thế? Em không bằng cháu Hồng. Hết ngay đây mà. Để yên chị bôi. Cháu ngoan. Chị tôi bôi thuốc cho tôi xong rồi. Liền nhìn tôi bằng con mắt của một người mẹ. Giá con Hồng nó thế. Thì chị đã béo tai cho phải biết. Tôi đã đi. Vội quay lại giơ tay. Đây. Cho chị béo em đấy. Chị tôi đã giơ tay lên. Lại buông tay xuống. Không thèm. Tôi cười. Cười. Chị tôi cũng cười. À em, sao đi bán mãi mà chẳng được con gì về thế? Tôi giả nhời cái thứ giả nhời của đứa trẻ con biết trước rằng mình nói thế nào, người ta cũng vui thích. Cứ nghe mình nói là người ta vui thích rồi. Không thèm bán. Thế em đem súng đi làm gì? Đi chơi. Tôi nói xong ủ té chạy vào buồng để chị tôi lại đấy với một mù mỉm sung sướng. Việc đầu tiên của tôi khi vào đến buồng là rút chiếc mũi xoa ra hôn lấy hôn đầy. Rồi thấy hôn như thế nó không hà tôi trải nó lên trên mặt, hít từng tắc hơi mà hít đi. Hít chán, tôi nằm thiêm thiếp để tưởng tượng đến nàng. Trong khi hồn tôi đầy chứa những hơi hướng của nàng, có lúc tôi tưởng chừng như nàng đã nằm cạnh tôi. Mà chiếc mũi xoa kia chính là bàn tay thơm tho của nàng đặt lên mặt tôi. sung sướng quá tôi bừng mở mắt để mong nhìn rõ nàng. Giấc mộng vu sơn chợt tỉnh, nó mới buồn làm sao cùng với ánh sáng đập vào con mắt một cái gì giá như băng lạnh như tuyết cũng đến với lòng tôi tôi thở dài một cái thứ thở dài não cả đến bốn bức tường hít chán nằm chán mơ chán tôi nhổm dậy nhìn ngắm chiếc khăn nó chỉ là một miếng vải phin rộng độ hơn bàn tay ấy thế mà tôi thấy nó chứa đựng được tất cả tháng năm của đời tôi tất cả nguyện vọng của tương lai tất cả hạnh phúc của kiếp người tôi dùng tưởng tượng đi chu du ở trong ấy chẳng thấy bao giờ chán và tôi dám chắc khách mạo hiểm đi du lịch vòng quanh trái đất cũng thấy sung sướng như tôi là cùng và mặt địa cầu của họ vị tất đã rộng bằng chiếc khăn mặt quý báu của tôi và vị tất họ đã có nhiều khoái cảm hơn tôi chính bây giờ tôi mới biết rõ cái kho chứa mênh mông của chữ yêu cái rộng vô biên của chữ thương phải chăng chỉ có cái vô cùng của trái tim mới ví được với cái vô cùng của đất trời mà kẻ nào dám đem cái vô cùng của trái tim mình để đọ với cái vô cùng của đất trời thì kẻ ấy mới là đã hiểu biết chữ sống và có hiểu như thế mới mong sống được đến cùng độ những năng lực mà hóa công đã phú tính cho mình một kẻ không lòng nhìn tôi lúc ấy có lẽ cho tôi là một thằng ngốc thằng gàn thằng lọ họ cho tôi là gì thì cho nhưng họ không thể không cho tôi là thằng người đang yêu tôi đang ngơi người nhìn thứ vải mịn nhìn những đường khâu tuyệt mỹ rồi tôi nhìn thấy bàn tay ngọc ngà chạy trên thớ phải tôi nhìn luôn thấy con mắt sáng ngời của nàng tôi nhìn luôn thấy cái thân hình thon trẻ của nàng khi ngồi khâu tôi nhìn tôi nhìn chán rồi mỏi mắt tôi đi tung tăng ở trong nhà đang đi bỗng một ý nghĩ đến với tôi phải đền cho nàng một chiếc khăn mặt chứ phải trả ơn tấm lòng tốt của nàng chứ ấy thế là tôi chạy bắn ra nhà ngoài và phải cháu hồng nó ngã khóc vang tôi cũng chẳng đầy ý tôi chạy ra nhà khách tôi nắm lấy áo chị tôi em phải ra hà nội có chút việc cần nội nhật ngày nay thế nào em cũng về chị bảo tài xế nó đánh ô tô ra cho em chị tôi nhìn tôi rồi cười tùm lại hẹn với cô nào về không 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 em cần em có việc cần vừa nói tôi vừa bước chân ra vườn chị tôi chạy theo nhét một tập giấy bạc vào túi tôi ồ đi hà nội với gái thì phải có tiền chứ Câu nói ấy làm cho tôi khó chịu Tôi sẽ hất tay chị tôi Em có rồi Em không cần đến Chị tôi cứ bỏ vào Nhiều thì sợ các cô ấy che à Sự xét đoán của chị tôi về nhân cách đàn bà Làm cho tôi tê tái Chị tôi xét loài người qua cái bản thể thấp kém của chị tôi Tôi chắc chắn như một với một là hai rằng Nàng không có cái tính tham tiền đốn mặt như thế Nàng thừa hưởng cái tính ấy của người cha nếu chịu xoay sở thì đã không đến nỗi nghèo như thế ông cụ đành vuốt bụng ôm chữ thanh bần nàng cũng là con nhà nho chị tôi cũng là con nhà nho sao thanh cao với ô chọc lại khác nhau đến như thế vì biết chị tôi xét người cá mè một lứa như thế nên sau này khi chúng tôi đã yêu nhau tôi giấu không cho chị tôi biết một tí gì vì tôi sợ chị tôi hiểu lầm rằng nàng yêu tôi vì tiền bạc vì địa vị tiền bạc địa vị hai thứ ấy thật không bao giờ xước qua óc nàng. nàng yêu tôi cũng như tôi yêu nàng, thật chẳng phải vì gì cả, mà chỉ là vâng theo cái sức mạnh bí mật của sự sống, nó du chúng tôi vào cánh tay nhau. tôi cho xe chạy thẳng ra ngoài Hà Nội, vào một hiệu tạp hóa tây, chọn một tá mùi xoa thượng hào hạng, rồi tôi lại cho xe quay về. tôi về vừa đúng bữa cơm chiều, chị tôi thấy tôi sao lên. a, à, sao chú về ngay thế? mợ đã cho ăn thỏ phải không? anh tôi nghe chị tôi nói thế liền lườm chị tôi chị tôi im ngay không em ra thăm người bạn có tí việc rồi tôi ngồi vào bàn ăn nhưng tôi không còn lòng ruột nào nghĩ đến ăn nữa tôi đang đào óc để tìm cách dâng cho nàng và tôi còn phải băn khoăn về sự bị từ chối nữa tôi tìm tôi tìm bốn ngày không được cách gì ngày nào tôi cũng đem cái hộp đi ngày nào tôi cũng lại đem cái hộp về ngày nào tôi cũng lượn qua nhà nàng hàng trăm bảy lượt tôi muốn dâng cho nàng nhưng dâng một cách kính cần để nàng đừng có cái ý nghĩ rằng tôi dám khinh nhờn nàng tôi lại cũng không muốn cho cha mẹ nàng biết chứ nếu không thế thì dễ dàng lắm rồi tôi chỉ việc viết mấy chữ và sai một chú lính lại đưa đến nhưng nếu thế thì chắc chắn là tôi bị từ chối một cách tàn nhẫn ngay và cái hình ảnh của tôi bị đuổi xa lòng nàng ngay tôi nghĩ tôi nghĩ mãi mà không tìm ra kế vẹn toàn hôm thứ năm sáng tinh sương tôi đã vác cái hộp ra đi ra đi cần phong thế thôi chứ cũng chẳng biết đưa cho nàng bằng cách nào ra khỏi cửa phủ tôi thoáng trông thấy một tà áo màu hiện ra trên đường thiên lý tôi ngỡ là nàng đi chợ hoàng xá tôi chạy tôi chạy như gió nhưng tẽn chưa lúc tới gần thì ra vợ một ông giáo đã đứng tuổi tôi lủi thủi quay về mồ hôi vã ra như tắm hai gối mỏi rời và thở không ra hơi Mệt quá tôi đành ngồi nghỉ dưới một gốc cây với bao nhiêu ý nghĩ đen tối. Tôi ngồi nghỉ chừng 15 phút thì may chưa. Một chiếc xe ở phía phủ đi lại. Người ngồi chết là nàng. Tôi bật dậy như lò xo. Tôi đình ninh rằng khi xe đến là tôi giữ lại. Rồi tôi đưa cho nàng. Nhưng khổ chưa. Khi trông thấy anh xe, tôi lại không dám. Tôi sợ người ta đồn đại về nàng mà phi tiếng của nàng đi. Đang lẩn vẩn về ý nghĩ ấy thì xe đã đến trước mặt. Thành ra tôi chỉ kịp ngả mũ để đáp lại tiếng chào của nàng. Ông đi đâu sớm thế? Cam đã khỏi chưa? Cam đã khỏi chưa? Thì ra nàng vẫn nghĩ về vết thương của tôi. Vậy tôi. ấy thế là sướng quá. Tôi quên cả giả nhời, quên cả mệt. Tôi hầm hở đi theo xe ngay. Chỉ một loáng là cái xe vào một con đường quạt. Bỏ tôi lại sau. Nhưng tôi cũng cứ đi. Đi một cách sai sèo. Thì ra một khi có mục đích người ta đi đường trường không biết mỏi thật một giờ sau tôi cũng đến chợ hoàng xá nhưng tôi không dám vào để theo nàng như lần trước tôi chỉ đứng ở cửa chợ nhìn vào mỗi khi thấy thoáng cái tà áo lụa trắng của nàng thì lòng tôi lại phơi phới như cờ gặp gió mấy lão tổng lý biết tôi chào tôi và hỏi chuyện tôi làm cho tôi khổ vô cùng hình như nàng biết là thế nào tôi cũng đi theo nên lâu lâu tôi lại thấy nàng quay đầu nhìn ra phía đường cái những lúc ấy Tôi sung sướng tưởng chừng như tim vỡ ra. Nàng nhìn mãi, rồi khi ra gần đến chỗ bán vịt gà, thì nàng nhìn thấy tôi. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy sợ hãi. ấy thế là tôi lùi mất. Tôi quay về trước, chờ ở quãng đường vắng gần phủ. Tôi tự nhủ với tôi. Thế nào tôi cũng phải bịa ra một cớ rất tự nhiên để cho anh xe khỏi nghi và để đưa cái hộp ấy cho nàng. Tôi giả vờ bảo gửi cái hộp này về cho bà đề chẳng hạn. Tôi đi đến quãng đường ấy thì rời kéo mây rồi đổ mưa. Cách đấy độ 100 bước. Có một cái lều, nhưng tôi không dám vào đấy chú. Vì lều khuất không trông thấy đường. Nhựa xe nàng đi qua tôi chạy ra không kịp. Mà cái cơ hội này không thể bỏ qua được nữa. Tôi co giò ẩn dưới một gốc cây, rồi sợ ướt cái hộp. Tôi cởi áo ngoài ra bọc lấy nó và cắp vào nách. Tôi ướt, tôi bị ướt hết, nhưng cái hộp vẫn khô. Thế là được rồi, chừng nửa giờ sau, khi tôi đã ướt như chuột, thì xe nàng qua. Nàng trông thấy tôi ngay. Tôi chưa kịp gọi thì nàng bảo xe dừng lại. Nàng nhìn tôi bằng một con mắt dò hỏi. Ông đi đâu mà ướt thế? Không có xe hay sao? Tôi chưa biết giả nhờ thế nào, thì nàng liền đưa cho tôi cái ô. Đây, tôi cho ông mượn cái ô để che tạm. Rồi ông cho người đem lại giả tôi. Coi chừng cảm đấy. Đường nắng mà mưa độc lắm. Nàng nói xong bảo xe chạy. Khi xe đã chạy quá đến hai mươi bước, tôi mới sực nhớ đến cái hộp ở dưới nách tôi. Lúc ấy thì tôi không còn hồn vía gì nữa, không còn sáng suốt để tính toán nữa. Hoảng hốt tôi chạy theo, tôi gọi ầm đường. Cô mờ! Cô mờ! Xe nàng quay lại, thì tôi liền giở bọc áo, lấy cái hộp ném vào lòng nàng, rồi sợ bị từ chối. Tôi quay đầu chạy mau về phía lều. Tôi lo, tôi lo trong bao hôm. Tôi chỉ lo có người cầm cái hộp lại đưa trả tôi Từ đấy tôi không đi đâu cả Luôn luôn tôi đi thờ thần ở cổng phủ Để chờ cái tin chẳng lành Quá ba ngày tôi mới yên bụng Thôi nàng đã bằng lòng nhận rồi Tôi nhìn thấy ở sự ưng thuận ấy một hy vọng Ngày thứ tư tôi mới va cây ô sang nhà nàng Lúc ấy cụ để đi làm Chỉ có mẹ nàng với nàng ở nhà Nàng tiếp đón tôi như lần trước Nghĩa là vẫn bằng một vẻ hồn hậu và nghiêm trang nhưng ở trong con mắt nàng tôi linh cảm có một cái gì thay đổi và sao bây giờ nàng lại ít nói sau khi tôi đưa giả cái ô thì nàng hỏi tôi ông không làm sao đấy chứ thưa không thế mà mấy hôm tôi không thấy ông ra đến ngoài tôi đã ngỡ là ông phải cảm làm sao câu nói ấy kéo một làn hơi nóng từ xó xỉnh nào ở ruột gan tôi lên trên mặt bỗng dưng tôi say như người uống rượu mạnh thì ra nàng vẫn để ý đến những cử động của tôi Tôi bỗng thấy cần phải chúi vào một chỗ kín đáo nào để nghiền ngẫm cái hạnh phúc của tôi. Vì thế bà đè mời tôi ở lại uống nước. Tôi không ở. Tôi về ngay. Ra khỏi cổng nhà nàng chừng 50 bước là tôi chạy. Cũng không biết chạy đi đâu và để làm gì. Vừa chạy tôi vừa ngắt những chiếc lá, đá những mồ đất. Cũng chẳng biết để làm gì nốt. Chạy mệt, tôi ngã bể xuống một gốc cây. Rồi tôi hát, cũng chẳng nhớ mình hát những gì. Tôi chỉ còn nhớ khi tôi về phủ, tôi ôm lấy các cháu tôi hôn như mưa tôi dằn chúng nó ra tôi cù tôi làm lắm cử chỉ kỳ quái khiến chị tôi phải kinh ngạc em sắp phát điên rồi hay sao đấy phải tôi điên tôi điên thật tôi điên vì tôi vừa mới có cái cảm tưởng rằng tôi được yêu từ đấy thì ngày nào tôi cũng đi qua nhà nàng hai lượt lượt nào tôi cũng thấy thấp thoáng ở trong hàng rào một tà áo màu nhưng không có lần nào tôi dám có cái can đảm nhìn vào để xem có phải rằng nàng đang nhìn ra tôi không? và cần gì tôi phải nhìn như thế? cứ cái tả áo màu thấp thoáng ấy cũng đã quá đủ cho tôi rồi. ngày nào tôi cũng phải đi qua như thế để trông thấy như thế hai lần. tôi gọi cái cách ấy là đi gây vốn hạnh phúc. buổi sáng tôi phải đi gây vốn hạnh phúc để sống đến buổi chiều. buổi chiều tôi phải đi gây vốn để sống đủ một đêm rồi sáng mai vốn hết lại đi nữa. tôi kéo dài sự đi trang trải vốn liếng ấy trong hơn hai mươi ngày rồi thì một hôm, cái nó phải đến nó đến. Hôm ấy, ngoài phố có một vườn trèo về. Họ viết giấy mời anh chị tôi và tôi, nhưng anh chị tôi có khách đánh tổ tôm không đi. Tôi ngồi nghĩ vơ vẩn về nàng, đến 9 giờ đêm thì bỗng tôi có cái cảm tưởng rằng nàng cũng đi xem trèo tối nay. ấy thế là tôi thay quần áo, rồi chống ba tong ra phố. Thoạt mới ló đầu vào dạp trèo, tôi đã lộn mửa lên vì cái hơi người nồng nặc. Tôi vừa toàn quay ra thì có tiếng người gọi tôi. Bẩm, cậu cũng đi xem, để con xếp chỗ cho cậu. Phường này họ đóng khá lắm. Thì ra đó là ông đội lệ. Liền lúc tôi nhìn thấy ông ta, tôi cũng nhìn luôn thấy nàng ở dậy ghế đầu. ấy thế là cái hơi người nồng nạc biến ngay đi khỏi mũi tôi. Ông đội lệ toàn ton chạy ra đưa tôi vào. Rời xui khiến vậy thế nào, cái ghế cạnh nàng lại là cái ghế của ông đội lệ. Ông nhường văng ngay cho tôi cái ghế ấy Tuy tôi không dám ngừng đầu nhìn nàng Nhưng tôi cũng linh ứng rằng Nàng đang run lên như cái rẽ Nàng run lên bởi vì nàng cảm thấy Giờ phút của tình ái sắp đến rồi Giờ phút của đời nàng đã đến rồi Tôi cúi đầu chào bà đề Tôi cúi đầu chào nàng Nhưng chỉ có bà đề là giả nhờ tôi thôi Tôi rón rén ngồi xuống ghế Tôi cố thu nhỏ lại Để cho khỏi đụng đến nàng Tôi nhớ lúc ấy tôi cứng như một khúc gỗ Nhìn thẳng lên sân khấu nhưng cũng chẳng biết ở trên sân khấu họ đang làm những trò gì. Ngồi 15 phút, tôi có cái cảm tưởng như hơi nóng của cơ thể nàng truyền sang tôi. ấy thế là tôi thành ra bạo dạn. Tôi liếc nhìn sang phía nàng thì thấy cái khăn mặt nàng cầm ở tay là cái khăn mặt tôi biếu nàng. ấy thế là mừng quá, tôi chẳng nghĩ ngợi xa gần gì nữa. Tôi giơ tay sang nắm lấy bàn tay nàng đang buông thõng ở cạnh ghế. Nàng dùng mình một cái, sẽ quay đầu nhìn tôi, nhưng nàng không rút tay lại. Nửa phút sau, tôi cũng dùng mình khi thấy tay nàng nắm chặt lấy tôi. Rồi sau một cái nhìn, nó như trao cả tâm hồn cho tôi. Nàng co tay lại,